Chaque abraço para ti, que eu abraço, Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng con trong sự cầu nguyện, Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng con trong mọi sự. Hallelujah, Chúa Thánh ơi, Chúa Thánh tôn kính Ngài. Ora sai chi kada bara bal bur yuru su kora yuru ba bra sa kada bal tiri duru yuru yuru bra 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 pa tu bu ora sa kada bel ora ba bra chai zo có gọi lửa thánh minh Ngài ngay giờ giáng chúng con. Ô giáng trên cái nơi Chúa đang ở, Chúa giáng trên chính cái nơi Chúa đang ngồi đang ở đó, giáng trên giường, trên bàn, trên ghế chúng con. Ora sa kada giáng trên ngôi nhà Chúa đang ở, giáng trên ô khu vực Chúa đang sống, Chúa ơi, Shakada và con gọi lửa thánh linh của Ngài đổ xuống. Ô Rasakara Ngài đổ lửa Ngài xuống trên chúng con, Chúa ơi, Shakai hãy giáng sự báo lửa Ngài xuống trên chúng con. Ô Rasichekala bara 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 hãy giáng xuống chúng con, Chúa ơi, trong lửa thiêng của Ngài. Ô Ngài nói rằng ta đến nó quăng lửa xuống đất và lửa cháy lên thì ta ước ao chi nữa, Chúa ơi. Ô Rasichekala Ngài đã quăng lửa xuống đất rồi. Ô và lửa đang cháy trong lòng chúng con đây, Chúa Thánh Linh ơi, Shakala bara ước vọng của Ngài đó, Chúa Giêsu ơi. Ô ước vọng của Ngài là lửa mà Ngài quăng xuống nó không tắt mà nó phải cháy, Chúa ạ. Ora sai kalabadru. Ora sai kalabadru nó đang cháy đây, Chúa Giêsu ơi. Ô Chúa yêu Ngài, ô ngọn lửa tình yêu, ô ngọn lửa tình yêu mà Ngài đang quăng xuống, ô nó đang cháy trong lòng chúng con, nó đang cháy trong lòng chúng con. Ô nó cháy mãi mãi, nó mỗi ngày nó càng cháy to hơn, mỗi ngày nó cháy lớn hơn. Sai kalabadru. Ô vì nhờ thánh linh của Ngài, dầu thánh linh đổ trên chúng con, Chúa ạ, lên ngọn lửa nó càng cháy thêm. Ora sai kalabadru. Ora sai kara bara bari 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 sai choi kara do yuro o chu thi zo yu o sai kara baba o chính hài o đốt ngọn lửa cho chúng con, chính hài cũng là ngọn lửa đó. Ora sai kara ngài đốt ngọn lửa đó trong chúng con, ngọn lửa tình yêu agape với ngài, ngọn lửa tình yêu của ngài sai kara bara sai kara do yuro, ngọn lửa tình yêu agape từ ngài. O ngọn lửa tình yêu agape cho ngài và từ ngọn lửa tình yêu agape với ngài, Chúa ơi, sai kara bara chuẩn yêu ngài, chuẩn yêu ngài, Chúa ơi. Hallelujah, hallelujah, ora sa kada bara bebe, and sada kada bara bedru ora bara sa, and try ki eva eva bedru ora bara sa. Hallelujah, hallelujah. Xin dấu con nơi cánh tay cha, Cha phù con nhờ bóng thiên cha quyền năng, dù dòng tố kiếp kinh sông gió vây quanh, nguyện xin Chúa đã đưa vượt qua bao tố. Lạy Cha Thánh Thiên Vinh, Chúa trên dương gian, con luôn vững lòng biết Cha biết con. Con ước nguyện đường nao Giê-xu, quyền thắng Ngài, làm vững tin con cậy trông, dù dòng tố kiếp kinh sóng gió vây quanh, nguyện xin Chúa đã đưa vượt qua bao tố. Lạy Cha Thánh Hiền Vinh, Chúa trên dương gian, con luôn vững lòng biết Cha bên con. Ai mi nào ẩn đỡ gió ta đi, vì tin when the ocean I will follow you, but you are the king of the world.
I will will still know know you, you are God. in Christ alone. Now his power In in quiet righteousness, when the con ngày đã đến nuôi con, ngày Chúa quyền năng. Ngài cho con nụ cười bàn tay của Chúa để chúng ta cùng thương trời mưa kinh nhân ơi. Ôi quá tuyệt vời, Chúa ơi, còn nhiều ngày con hôn tay. Hỡi Chúa Giê-xu, cùng xin Ngài chọn cả trái tim của con. Ngài dần đến môi con, lời Chúa quyền năng. Ngài cho con lúc bay bàn tay của Chúa. Để chúng ta cùng thương trời mới dân mới. Ôi quá tuyệt vời, Chúa ơi, con yêu Ngài. Yêu Ngài, con yêu Ngài. Ơi Chúa Giê-xu, con kính Ngài bằng hết trái tim của con yêu Ngài. Hỡi Chúa Giê-xu, tôn kính Ngài trọn hết trái tim của con. Con yêu Ngài Chúa, con yêu Ngài. Hỡi Chúa Giê-xu, tôn kính Ngài trọn hết trái tim của con. Ngài đần đê môi con, lời Chúa quyền năng. Ngài cho con dưới bàn tay của Chúa, để chúng ta cùng thương trời mới đất mới. Ôi quá tuyệt vời, Chúa ơi, con yêu Ngài. Ô con hôn Ngài, hỡi Chúa Giê-xu, ôm thiết Ngài, chọn cả trái tim của con hôn Ngài Chúa. Con hôn Ngài, hỡi Chúa Giê-xu, chọn cả trái tim của con. Con hôn Ngài, hỡi Chúa Giê-xu,
ơi, chọn cả chọn cả trái tim trái của tim con, của hôn ngài con, trôi con con hôn hôn ngài. ngài Hỡi Chúa lời Chúa Giêsu, ôm tiếp ngài, chọn cả cả trái trái tim tim của của con. con. Ngài đàn đê Ngài môi đàn con, đê môi lời Chúa con, lời quyền Chúa năng. quyền Ngài cho năng, con nụ Ngài cho cười con bàn nụ cười tay bàn của tay Chúa, của Chúa, để chúng để ta chúng cùng ta cùng vương trời vươn mới, trời đất mới, mới. đất mới. Ôi quá tuyệt Quá vời, tuyệt vời, quá tuyệt Chúa vời, con ơi yêu con yêu Ngài. Ngài. Con Ôi yêu Ngài, hỡi Chúa ơi Giêsu, tôn tôn kính kính Ngài. Ngài, Chọn chọn cả cả trái trái tim của tim của con yêu Ngài con, Chúa, con yêu con Ngài. yêu Ngài, Hỡi lạy Chúa Chúa Giêsu, tôn kính Ngài. Chọn cả chọn cả trái trái tim của tim con. của con. Ôi Chúa Ai ơi, con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài, chúng yêu Ngài, Chúa ơi, chúng yêu Ngài, say cả Mẹ đa chúng yêu Ngài, ôi chúng hôn Ngài, chúng hôn Ngài, say cả đa chúng hôn Ngài bằng hết cả trái tim chúng con, Chúa ơi, ôi là say cả đa trái tim chúng con thật lớn, Chúa ơi, chúng con cố vươn nó ra, ôi để trái tim chúng con thật lớn, ô vươn tới Chúa, vươn tới Chúa, ô vươn tới Chúa, ô để ôm chặt lấy Chúa, Chúa ơi, để hôn lấy Ngài, ôi là say cả ô chân hôn ngài, chân bám chặt lấy ngài, ơi say cả đời bờ bờ say chui cả đường, em say cả đời bờ bờ say cả đời bờ 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 say cả đời bờ bờ đường, ôi bờ 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 say chui đường, ơi su say cả đời bờ 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 đường, ôi say cả đời bờ bờ say chui cả đời say chui cả đời bờ say chui cả đời say chui cả đời bờ đường, ôi lo su cả đời bờ bờ, sha cả đời bờ bờ lu cô lo su cô, cho lo cả đời bờ 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 lu cô lo chui cả sa lo bờ đường, ôi lo su cô lo bờ lu cô chị cả bà 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 chúng con yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài ơn tất cả mọi điều. Ora sai kara bara bere, ora pa bere bere sai chai bere bere tru ora sai kara bere, ora pa bere bere si en sa ka. Anto ora so kara bara bere bere chúng con yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài ơn tất cả mọi điều, yêu ngài ơn tất cả mọi điều. Chúa Giêsu ơi, chúng con yêu ngài, yêu ngài. Chúa ơi, sha la bara 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 bere tru ora pa bere bere sai chai ora bere sai chai ve. Ô yêu Chúa biết bao nhiêu Chúa ơi. Chúa yêu ngài bao nhiêu? Ô mỗi ngày, ô chúng con chọn nghĩ đến Chúa, Chúa ơi. Ô cả canh đêm, chúa khuya mắt chúng con tỉnh ra để suy gẫm lời Chúa, cho để suy gẫm ngài. Ô để cầu nguyện với ngài, ô ra để ôm với ngài, để hôn ngài, ô ra để khiêu vũ với ngài, Chúa ơi. Ô ra say cả đời bờ đường, ô ra say Chúa đường, ô ra say say cả đời bờ đường, ô ra bờ đường bê tơ. Sha cả đời bờ đường, say cả đời bờ đường, chia lên bờ đường, bờ đường say cả đời bờ đường, ô ra bờ đường say Chúa đường, ô ra bờ đường, chia ô ra bờ đường, ô ra đổ lửa, đổ lửa trên chúng con, đổ lửa trên ngôi nhà chúng đang ở, chưa ô đổ lửa trên căn phòng chúng đang ở, thế nên ơi sai cả đa ba đa ba đa ba đi đường anh sa ca bê đê ô đa ba ba đa ba đa ba đa sa e chi ca do ju ô đa ba đa sa chi ca ba ba đa ba 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 đa ô đa ba đa sa e chi li bê en sơ lo do ô đa so ca đa ba 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 đa ô đa ba đa chúa yêu ngài, yêu ngài, Chúa yêu ngài hơn hết mọi điều, bạn có nghĩa gì bạn có nghĩ gì thế giới kia là chi, Chúa còn nguyện yêu trái lòng sẽ không bao giờ đi hơn ngài, sẽ không bao giờ xa lìa ngài.
Chúa Chúa yêu Ngài hơn hết mọi điều, yêu và có nghĩa và gì con như thế gì giới kia là thế giới kia là chi. chi? Chúa Chúa con nguyện yêu cha hết nguyện yêu cha hết lòng, lòng sẽ không sẽ bao giờ không đi bao giờ đơn đi ngài, mắc sẽ mớ không bao sẽ giờ không xa bao giờ xa lìa ngài. Tình yêu của Chúa tình yêu của lớn lớn lao hơn cả thiên đàng, lòng thương lòng xót thương xót cứu cả Chúa thâm sâu hơn biển hồ, và ân và điển ân quý điển quý giá bao la giá trên cả bao thế la trên cả giới thế này, giới này sẽ không bao sẽ giờ không đến bao ơn giờ Ngài, sẽ không bao xa giờ xa lìa hồn. Chúa yêu Ngài hơn hết mọi điều, vàng có nghĩa gì thế giới kia Thế là giới kia là chi? chi? Chúa con nguyện Con yêu cha hết nguyện lòng, yêu sẽ không bao cha giờ đi mất hết Ngài, lòng, sẽ không bao giờ xa không lìa bao giờ xa Ngài. Chúa yêu Ngài hơn con hết mọi điều, vàng có và nghĩa anh có gì nghĩa gì thế giới kia thế là giới kia là chi? chi? Chúa con nguyện Con yêu cha hết yêu cha hết lòng, sẽ không bao sao giờ con đến bao mất giờ Ngài, mắc sẽ không sẽ bao không giờ bao xa giờ lìa Chúa Ngài. Chúa Chúa yêu Ngài yêu hơn Ngài hết hơn hết mọi mọi điều, điều vàng có và nghĩa gì con nghĩ gì thế giới thế kia là giới kia là chi? chi? Chúa Chúa con nguyện con yêu cha nguyện hết yêu cha hết lòng, lòng sẽ không sẽ bao không giờ bao để mất giờ để Ngài, mất Ngài sẽ không bao sẽ giờ không bao giờ xa 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 lìa Ngài. Amen lìa Chúa. Tình yêu tình Chúa yêu quá yêu cha lớn, quá lớn lớn lao hơn lớn cả lao hơn thiên cả thiên đàng, lòng thương lòng xót thương cứu xót Chúa cứu Chúa thâm sâu hơn thâm biển sâu hơn biển hồ, và ân và điển ân quý điển giá quý giá bao la bao trên cả thế la giới trên cả thế này, giới này sẽ không bao sẽ giờ đến không mất bao Ngài, giờ để sẽ mất không Ngài bao sẽ giờ xa không bao giờ xa lìa Ngài. Hallelujah. Chúa yêu Ngài, Chúa yêu Ngài, Chúa yêu Ngài, Chúa Giêsu ơi, Chúa yêu Ngài. Lòng Chúa yêu Ngài, Chúa. Lòng Chúa con mới lại với tình yêu của Ngài. Ô là Chúa Thánh ơi, Chúa yêu Ngài. Tha thứ chúng con khi chúng không tập trung, Chúa. Khi chúng con nghĩ một điều gì đó, đâm khác Ngài, hãy tha thứ chúng con, Chúa ơi. Khi chúng con đang gần Chúa mà chúng con lại nghĩ về người khác, khi chúng con nghĩ về vật khác, chúng con nghĩ về sự việc khác, ô ra ra thật là ô xấu hổ, Chúa ơi, Chúa, ô Chúa dò xét lòng dạ chúng con, ô giờ đây, ô ra ra chúng con trải lòng với Ngài, Cha ơi, chúng con nói cho chúng con yêu Ngài, chúng con thương Chúa, chúng con yêu Ngài, ô chúng con chỉ yêu Ngài thôi, Chúa ơi, chúng con chỉ yêu mình Ngài thôi, Chúa, yêu Ngài hơn tất thảy mọi người khác, yêu Ngài hơn tất thảy mọi công việc khác, yêu Ngài hơn tất cả mọi sự việc khác, Chúa ơi, yêu Ngài hơn chính bản thân mình, ô yêu Ngài hơn tất cả
yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài lắm Chúa ơi. Ôi chúng con yêu ngài nhiều lắm Chúa Giêsu ơi, Chúa Giêsu ơi, Chúa là bao chúng yêu ngài. Sai cả đã bao đâm bê bê sai An sa ka bê bê, an ba bê sa chu di gê, an ta lê bê bê sa a ka la ba la ba dru u ro so ko ro dru u lê bê bê sa bê, shi ka la ba bê sa ka la bê sa chu dru u ro pa 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 bê bê sa chu i ka la ba la ba bê dru dru an dru u lê bê sa chu i ka la ba bê 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 sa ka la ba la ba bê dru u ro so ko lê bê bê sa chi an dru Ora bara se chika bara se chika bara se chika bara se chika juro juro ora bara se chela juro juro ora bara 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 bulu kuru juro kuru sanko kara bara 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 bulu kuru juro kuru bara 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 bulu kuru juro kuru juro juro shi kara bara 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 bulu kuru sanko chala bara bara oh chơi oh đừng để chúng con thần tượng một điều gì khác chưa oh đừng để chúng con thần tượng con người thần tượng một sự gì khác chơi oh ra sai kara bara 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 juro chơi oh đừng để chúng con thần tượng một việc gì khác Chúa ơi. Shagada bara 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 du yuru ole bara sai kia bara bara du Chúa chỉ một mình ngài thôi. Ôi Chúa để mặt trần đến gần ngài, Chúa đến mặt trần trước mặt Chúa. Ôi Chúa trần trụ trước mặt ngài. Shagada Chúa trần trụ trước mặt ngài. Shagada bara bara. Ôi tất thảy người tối tăm, tất thảy cái người kín dấu chúng con lỗi ra trước mặt ngài. Chúa ơi, ôi Chúa không muốn giấu ngài điều chi và chúng con cũng không nghĩ rằng sẽ giấu ngài điều gì cả. Chúa, ôi ra shagada bara chúng con bộc bạch cùng với ngài. Chúng con ôi lôi hết cả ruột gan chúng con ta với ngài Chúa ạ. Ô tất thảy ruột gan chúng con, ô tất thảy những điều thầm kín nhất, sâu xa nhất chúng con cho lôi hết ta với ngài Chúa ạ. Ô giờ đây lúc này đây chúng con tâm sự với Chúa. Ô ra sai ca chúng con lôi ruột mình ra, ô lôi hết cả tim chúng con ra Chúa ạ. Tất cả những điều trong chúng con ra cho lôi hết ta với ngài. Ô ra sai Chúa ơi, nhiều khi chúng con cũng chẳng biết điều gì trong lòng chúng con nữa, trong ruột gan chúng con rối bời có điều gì chúng con cũng chẳng hiểu nữa Chúa ơi. Sai ca la ba ô những đứa trẻ nhỏ như con nhỏ của ngài Chúa ơi. Ô những đứa trẻ bập bẹ nói với Chúa, ô ra ra cha ơi, cha ra ba ra cha ơi, chúng con yêu ngài. Ô ra ba điều duy nhất mà chúng con hiểu được đó là chúng con yêu ngài thôi Chúa ơi. Điều chú duy nhất và điều duy nhất mà chúng con hiểu được, chúng con hiểu và nhận thức được sâu xa, ô đó là chúng con yêu ngài hết lòng Chúa ạ. Chúng con yêu ngài hết lòng. Ô ra đây có nhiều điều bối rối khác chúng con không hiểu được. Ô ra có nhiều điều băn khoăn khác chúng con không hiểu nổi Chúa ạ. Ô ra đây cả có nhiều bí mật khác chúng con chưa hiểu cái gì cả. Ô nhưng chúng con có một điều chắc chắn chúng con hiểu đó là chúng con yêu ngài. Ô đó chúng yêu ngài hết cả lòng của mình Chúa ơi. Sai ca đa bao điều chắc chắn, điều chắc chắn nói Chúa ơi. Sai ca đa ruột gan chúng con đây phơi bày hết trước mặt ngài. Ôi ngài nhìn thấy hết đây. Sai ca đa bao điều chốn bới hết ra với nó, chốn bới nói ra ô để bày ra với Chúa. Ô đó sai ca tất cả chốn yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài Chúa ơi. Sai ca đa bao điều chốn gạn hết tất thảy những cái cặn bẩn, tất thảy những cái điều gì ô đa sa ba mà làm buồn lòng Chúa, tất thảy điều gì mà nó có thể là có cơ, nó có thể là cạnh tranh với ngài Chúa. Ô ra sai ca chốn quăng hết ra, chốn quăng hết tất xa. Ô ra sai trên ngôi của lòng chúng con là ngài. Ô Chúa ơi, chốn yêu ngài và trong tình yêu này chốn xây một cái ngôi ngai của lòng mình chính là ngài nơi đó Chúa. Ô chỉ có ngài được quyền ngự nơi đó thôi, không ai được quyền ngự nơi đó Chúa. Không con người nào, không có một thế lực nào, không có một ô sự vật nào, không có một công việc nào, thậm chí ô cả chúng con nữa không được ngồi trên đó, ô chúng con không được phép man men đến đó, Chúa ơi, sai cam chỉ ơi đó chỉ mình ngài, ô nơi đó chúng con xây lên chỉ mình ngài, ô ra sai cam ngài ngôi lòng chúng con, ô ngài là vua của lòng chúng con, Chúa ơi, sai cam chúng yêu ngài, ô Chúa Giêsu ơi, sai cam sai cam ô là sai cam An sa kala ba 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 sha ku du lo an da ro lo ba 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 sa jo o ra ba ba sa kala ba ba sa shi kala ba ba du du o lo ba 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 sa cha da da ba sa ka hallelujah hallelujah ta an chúa o ta an chúa nhân từ ta an chúa ân điển ta an chúa thương xót chúa ơi hallelujah ala sa kala ba du ba sa chu du o lo ba ba sa chu du o lo ba 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 o lo ba 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 cha du ơi o giờ đây cha ba ba du trước mặt cha yêu dấu
Ôi cho con cầu nguyện, ô cho ngày hôm nay, ô ra say cầu đây, ngày muốn cho làm điều gì, Chúa ơi hãy đổ lửa cầu nguyện ngay trên chúng con, ô theo lịch cầu nguyện cho hôn nhân gia đình Chúa, ô cho đời sống các cặp vợ chồng, ô ra say cho con cái của mình, cho cha mẹ của mình, cho người thân của mình, Chúa ơi, ô ra say cho giới tính Chúa, say rõ ràng minh bạch trời, say ô thầy ơi, ngài muốn chôn cần được nguyện điều gì, ô cha dấu ơi, hãy tỏ cho con nhìn thấy ở trên trời, ô đập hãy cho chúng con nhìn thấy hiện thấy ở trên trời, hiện thấy ở nơi của nơi cha, ora sa cho con cầu nguyện là cho con chuyển giao tất thảy điều gì, cho con quét được ở nơi cha, cho nhìn thấy nơi cha, ô để thi hành ở dưới đất này, Chúa ơi, ô đập vào cho không muốn cầu nguyện theo nhu cầu theo năn nề, ô cho con không muốn cầu nguyện theo hoàn cảnh, Chúa ơi, cha cả cho không muốn vì chúng con muốn làm chủ hoàn cảnh, Chúa ạ, ô chúng con muốn làm chủ, ô đập tất cả mọi sự, chúng con không muốn để cái nhu cầu nào, cái hoàn cảnh nào nó lấn lướt chúng con, ô nó kiểm soát chúng con, nó khống chế chúng con, ô ra nó thao túng chúng con, Chúa ơi, ô mà chúng con muốn kiểm soát tất thảy các hoàn cảnh, các nan đề, Chúa ạ, mọi nhu cầu chúng con nó phải xếp dưới chân chúng con và tất cả chúng con dưới bệ chân của Ngài. Ô chúng con hướng đến Ngài và chỉ mình Ngài thôi. Ô ra say tỏ chúng con biết Ngài đang làm gì, Ngài đang làm gì, Ngài đang nghĩ gì, Chúa ơi. Để chúng hướng ngọn nơi Chúa. Ô chúa yêu Ngài, chúa yêu Ngài, Chúa Giêsu ơi, chúa yêu Ngài. Ôi Ngài đi đâu chúng cũng lắng đắng đi theo Chúa ơi. Cho nên vì Chúa nói rồi, kẻ là hầu việc ta, ô ra sĩ ta cha ta ắt tôn quý người, và kẻ hầu việc ta đi đâu thì kẻ hầu ta đi đó. Chúa ơi, Ngài đi nơi đâu thì con cũng đi theo Ngài. Ô ra sĩ con cứ lắng đắng đi theo Ngài, Chúa ơi. Ô con cứ lắng đắng theo Ngài. Ô ra chúng con cứ lắng đắng theo Ngài. Mỗi chúng con cứ lắng đắng đi theo Chúa thôi. Ô đời ngài có xua chúng con đi, chúng con vẫn cứ đi theo ngài, Chúa. Ô đời ngài có đuổi chúng con đi, chúng con vẫn đi theo ngài. Ngài có phạt chúng con vẫn cứ đi theo ngài, Chúa. Ô đời say chúng con cứ bám theo ngài mãi, Chúa ơi. Say dù ngài có dụ chúng con ra, chúng con vẫn đi theo ngài, Chúa. Ngài có quăng chúng con đi đâu, chúng con vẫn cứ đi theo ngài. Chúng con vẫn hướng về ngài và lắng đắng theo ngài, Chúa ơi. Say chúng con cứ bám theo ngài mãi không thôi. Ô Chúa ơi, chúng con đẹp muốn nói với ngài rằng chúa yêu ngài, chúa yêu ngài, ô chúa yêu ngài và cứ bám theo ngài suốt đời tôi, chúa ơi, suốt cả đời này, suốt trọn cả đời, ô đến gọi đời đời, chúa cứ bám theo ngài tôi, chả là bắt đầu ngài đi đâu, chúa đi đó, ngài đi đâu, chúa đi đó, chúa ơi, sai bắt đầu đêm. Ôi Chúa Giêsu ơi, ô ngài nhìn thấy gì nói chuyện cha để ngài làm, ô hãy tỏ cho con biết đi Chúa Giêsu ơi, ô ngài bên hữu Chúa Cha để ô nhìn rõ cha đang làm gì, ngài trong lòng Chúa Cha, ô và cho chúng con trong lòng ngài, trong lòng Chúa Cha để cho nhìn thấy điều gì ngài đang làm, cha ơi, cảm ơn Chúa, ngài đã sống lại rồi, ngài đã đi lên thập hình, chúng con cũng đi lên trên đó, chưa ngài đã bị đóng đinh trên đó, chúng con cũng lắng đắng theo ngài để bị đóng đinh cùng với ngài, ngài bị chôn dưới hầm mộ, chúng con cũng lắng đắng theo Chúa để bị chôn dưới đó, Chúa ơi, ngài bị sỉ nhục, bị tát, bị đâm, Chúa ơi, ô bị đeo mão gai, ô bị rủa xả, ô ra sai bị chê cười, ô chúng con cũng lắng đắng theo ngài, Chúa ạ, và không chối ngài, ô ra sai chúng con cũng chịu bị lời chúng, ô chúng con cũng chịu bị loài người, ô rủa xả loài người, chửi bới loài người, ruồng rẫy, ô ra ba la ba la chúng con cứ đi theo ngài thôi, Chúa ạ, ô ra sai ngài làm gì chúng con làm như vậy, ô ngài bị sao chúng con cũng như vậy, Chúa ơi, sai cái này là chôn trải nghiệm nỗi lòng của ngài, ô sai cái này Chúa ơi, chôn muốn trải nghiệm với ngài bởi vì chôn yêu ngài, Chúa, chúng con cần phải hiểu ngài, chúng con phải trải nghiệm ngài, Chúa thì mới yêu ngài được hết lòng, Chúa ơi, sai cái này nhưng ngài yêu chúng con, ô ngài biết chúng con từ buổi xa xưa, ô nên ngài mới yêu chúng con như vậy, Chúa, thì chúng con cũng muốn được hiểu ngài, muốn nhận biết ngài, hiểu ngài để yêu ngài chọn lòng mình, Chúa.
Một cái thánh sạch cái đẹp lòng Ngài, Chúa ơi, Chúa không muốn yêu Ngài bằng cái tình yêu bích kỷ, cái tình yêu thế gian. Ô ra dây cơ, vì trước đây Chúa không hiểu Ngài, chúng con đã yêu Ngài bởi vì Ngài ban chúng con, ô ai đó cho chúng con có lúc tự ái, ô tự ái với lãnh đạo của mình, tức là tự ái với Ngài, Chúa ạ, ô ra tự ái với chất tự thẩm quyền của Ngài, sai ca tự ái với hoàn cảnh của mình, ô ra dây cơ, đó là chúng yêu, chúng con đã không có tình yêu trong sạch với Ngài, ô nhưng nay Ngài đã dạy cho chúng con, Ngài đưa chúng con vào vinh đặc nhiệm này để đào tạo chúng con trong tình yêu của Chúa. Ô rơ dây cân để làm chúng con trở lên ô tình yêu của Ngài, Chúa ạ. Như thể Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nên Ngài cũng làm chúng con trở thành sứ giả tình yêu của Ngài. Chúng con trở thành tình yêu của Ngài, Chúa ạ. Shai kanda ba, vì Chúa thể nào chúng con cũng thể trong thế gian này. Shai kanda ba la ba la du. Ngài đi đâu chúng con đi theo đó, Ngài đi đâu chúng con bám theo đó như hình với bóng, Chúa. Ô ra không như thế đâu, ô ra Ngài bùng ám chúng con không thế đâu, chúng con đang ở trong lòng, trong thi tim của Chúa. Ô ra say chala ba 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 say chala, nên chúng con không thể rời xa Chúa được đâu. Ô ra say chala ba, không phút giây nào chúng con rời xa Chúa đâu. Ô chúng con lặng đắng bám theo Ngài, ô tư tưởng chúng con lặng đắng nghĩ về Ngài, suy tưởng về Ngài. Shai kala, môi miệng chúng con luôn hát cho Ngài, ô luôn nói về Ngài, sai caravan đời sống chúng con luôn tỏa sáng, ô chính Ngài, ô rằng mọi công việc chúng con đều được nhuần hệ thống giá trị vương quốc của Ngài, Chúa ơi, cha caravan tất thảy điều gì mà Ngài ban chúng con, ô chúng con làm sáng tay Chúa, ô chúng con làm nó ra nhiều bông trái mang lợi cho Ngài, ô ra và tôn vinh Ngài, Chúa ơi, cha caravan bất kể điều gì, ô ra say caravan say caravan bao lâu cho con yêu Ngài vô điều kiện, cho ạ. Ôi cho con yêu Ngài vô điều kiện, cha ơi cho con yêu Ngài. Chai ca lâu tươi tươi xin chơi. Hãy rèn tập bên trên chúng con trong nó đặc nhiệm này, ô ra để mỗi chúng con trở thành những giọt nước tình yêu của Chúa, ô ra để giọt nước đó ô khi Ngài đổ xuống nơi đâu, Chúa ơi, ô thì tình yêu ở đấy nó trở thành đại dương mênh mông tình yêu của Chúa và nó nuốt sạch, ô ra ra nó tràn ngập, ô ra ra cả tất cả cái đất mà Chúa thả chúng con xuống nơi đó, Chúa ơi, ô ra ra cả điều này điều này điều này cả đa ba du ô ra say chi en say cả du du ô ra ba 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 say cô ô ra chúng con cũng nguyện là giọt nước mắt của Ngài, giọt nước mắt đau buồn của Ngài, giọt nước mắt vui của Ngài, Chúa ơi, Shai Kalabadru, ô giọt nước mắt đau lòng của Ngài, giọt nước mắt mừng vui vui khôn xiết của Ngài, ô ra Shai Kalabadru và Shai Chiru, ô để chúng con khi Ngài nhỏ cái giọt nước mắt đấy xuống mảnh đất nào, Ngài nhỏ cái giọt nước mắt đến gia đình nào, Ngài nhỏ giọt nước mắt đó đến con người nào, Chúa ạ, ô thì cái gia đình đó, con người đó, mảnh đất đó, ô ra nên được chữa lành, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, Hallelujah, Shai Kalabadru và Shai Chiru. Cha giàu yêu ơi, ô nguyện ngay giờ này, ô cái mảnh đất mà Ngài đang cấy chúng con xuống, Chúa ạ, nó được chữa lành hoàn toàn. Ô mảnh đất của lòng chúng con, mảnh đất gia đình chúng con, mảnh đất của người thân chúng con, cho cái mảnh đất của hôn nhân của mỗi chúng con, sai cả đang được chữa lành hoàn toàn. Cha ơi, sai cả đã ban được đủ, ô rì si cả 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 ban được đủ, ô rì si cả. Alleluia. Hallelujah. Arasa kala bara 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 duro orosoko. Si kala bara 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 orosoko duro orosoko. Hallelujah. Cảm tạ Cha. Ngợi khen Chúa Giêsu. Ô hãy dạy dỗ, hãy cầu nguyện trong chúng con, qua chúng con. Ô trong hiệp đồng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ, Chúa Giêsu chúng con. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị em yêu quý. Hallelujah. Nào, anh chị em có nhìn thấy cái điều gì ở trong trong thần linh không? Trong lúc cầu nguyện này là chúng ta tìm, chúng ta học trong cách mà nhìn thấy trong linh nhá, trong tâm linh đấy, nhìn thấy hiện thấy gì đó, hay nhìn nghe thấy, hay là có một đoạn kinh thánh nào nó sống động lại trong lúc cầu nguyện. Anh chị em có chia sẻ được gì không? Em có cái đoạn kinh thánh mà Chúa nói ở trong Malachi đó, người sẽ làm cho lòng cha mẹ trở về cùng con cái và lòng con cái trở về cùng cha mẹ. Amen, tạ ơn Chúa. Đúng, nó ngày cuối thì Chúa đổ thần tiên tri của Chúa xuống đấy, trên là chúng ta đấy. Chính chúng ta là cái chính chúng ta sẽ thực hiện chức vụ của Eli tiên tri đấy, của tiên tri Eli đấy. Làm cho lòng cha trở lòng con trở lòng cha. Dạ. Yeah. Cái chức vụ đấy mà Chúa Giêsu đã làm rồi đấy.
để từ lòng Chúa Cha đấy với lòng con cái của Ngài đấy, Chúa Giêsu đã làm rồi. Và để chúng ta nhìn thấy hình mẫu đây, chúng ta làm giải ô để lòng con cái trở lòng cha mẹ, ô là giải lòng cha mẹ trở lòng con cái, ô thậm chí là cả cái người vợ đấy, cả người vợ người chồng đấy cũng là người người chồng phải có tình cha đấy anh chị em ơi. Người chồng ấy phải coi người vợ ấy như không chỉ là vợ đâu mà như là con của mình nữa đấy, để che phủ bảo vệ gìn giữ đấy. Anh Trung có vợ này, anh Trung có để ý không, cái tình yêu của người cha mà che phủ với người con ấy, nó có gì khác không anh? Tức là trong trong tình yêu của mình nên là phải phủ đủ hết đấy, đủ cả tình yêu, khi tình yêu của mình với người vợ đấy phải có cả tình yêu cả như là của người con của mình nữa. Đây, người 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 nữ đấy, chúng ta nhớ là người nữ nhé, họ không thay đổi cha nhé. À, xin lỗi, người nữ họ không rời tình cha, họ đã từng ở trong gia đình nào đó có tình cha rồi nhé, tức là có cha rồi đấy, hoặc là người người cha có thể không có tình cha, đấy là chuyện của từng gia đình, việc cá nhân của người ta. Nhưng mà khi họ sinh ra, họ ở dưới một người cha, bất chấp người cha có tình cha hay không, khi họ tách người cha ra, cha mẹ của mình ra để kết hiệp với người chồng đấy, thì họ không tách người cha mà họ chỉ đổi người cha thôi, anh chị em nhớ chưa? Đổi người cha từ người cha thuộc thể sang người một người cha khác là chồng của mình. Nên người vợ đấy luôn luôn là có sự cần sự che phủ, cần sự che phủ. Nên vì thế mà Chúa nói là vợ như là chồng như đầu của vợ vậy. Và cả Adam và Eva cũng dựng lên như vậy đấy. Eva đấy là được sinh ra từ cái sườn của Adam, từ cái sườn của người kia. Như là như thể là đúng là người người nam như là cha của người nữ đấy. Nên là người nữ ấy cũng phải tập nhìn thấy trong chồng mình người cha nữa anh chị em ạ, chứ không chỉ đơn giản là người chồng, người bạn đời bình thường thôi đâu, mà nhìn thấy cả người cha nữa trong đó. Và như Chúa hôm nay Chúa nhắn cho chị cái câu nói đấy, thì Chúa cũng muốn gợi ý về cái chuyện đó nữa, trong chúng ta trong hôm nay đang cầu nguyện hôn nhân mà, lòng cha trở lòng con trở lòng cha. Để trong hôn nhân đấy, chúng ta không chỉ đơn giản là vợ chồng thôi đâu, mà hai vợ chồng cần nhận thức được đấy là cả tình cha con đấy anh chị em ạ. Người chồng phải bày tỏ tình cha ra, và người vợ ấy họ đang cần cái tình cha đấy. Với tình cha con là khó dứt lắm anh chị em ạ. Vợ chồng có thể bị ly dị nhá, nhưng mà cha con ấy khó dứt hơn, có thấy không? Nên vì thế mà khi chúng ta kết hợp cả cái này, hai cái này với nhau đấy, thì nó cái quan hệ vợ chồng nó sang khăng khít hơn thêm. Ồ, cho nó cầu nguyện thì tôi cảm thấy có một cái sự này nữa này, là anh chị em còn nhớ cái bà ra trên không? Bà ấy cái lúc mà Gia-cốp cưới vợ xong người ta cướp vợ chạy trốn ấy, bị lừa mấy lần ấy, bị lừa ba cú đấy, lừa 7 năm đấy, xong rồi 7 năm tiếp, xong 7 năm nữa đấy, ba lần đấy, thế cuối cùng thôi bỏ đi đấy. Xong rồi ra trên là ăn cắp một cái tượng, anh chị nhớ không, ăn cắp cái tượng. Thế sau đó là Laban mới sai, bắt đầu đi sai quân mới đuổi, đi đuổi theo vì mất cái pho tượng đấy. Thì bà đấy làm sao, bà đấy giấu ở dưới dưới mình đúng không, ngồi lên, xong rồi khi mà lục lọi ấy thì bà ấy nói rằng là con đang bị phụ nữ, thế là không ai lục cả, anh chị em nhớ chưa? Nhớ rồi. Đấy, tức là khi mà bà ấy đi theo chồng đấy, nhưng bà vẫn giữ cái hình tượng, ở đây chúng ta nhìn thấy đấy, bà giữ thần tượng, bà giữ thần tượng của người cha mình, cha 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 cũ của mình đấy. Đáng đi theo chồng đấy, bà phải dứt bỏ tất cả cái thần tượng của người cha cũ của mình để chuyển sang người chồng mới là cha của mình đấy, thì bà lại bê cái đấy,
Nên chính thế cũng là một trong nguyên nhân sự đổ xả mà bà bị gánh chịu, mà bà phải bị chết khi mà bà đẻ ai nhỉ, đẻ con Benjamin ấy, một trong nguyên nhân đấy. Và thậm chí là làm bà lằm bằm nữa, bà bị son sẻ nữa, đến nỗi mà bà lằm bằm với Jacob đấy. Jacob phải nói rằng là ta có Đức Chúa Trời đâu mà em nhớ. Điều đấy để cho chúng ta biết hội thánh của Chúa cũng như vậy đấy, là mỗi chúng ta như hội thánh của Chúa là không được phép mang một cái gọi là một cái thần tượng nào đó vào trong cái đời sống hôn nhân của mình. Hội thánh của Chúa, hội thánh của Chúa không được phép mang cái thần tượng nào đó, và lời Chúa khẳng định rồi, trước mặt ta không có thần nào khác rồi. Trong hôn nhân cũng vậy rồi, người vợ đấy cũng không được phép thần tượng một cái người nào khác để mà ảnh hưởng đến quan hệ với chồng của mình. Như thú vui nào đấy của mình, thú vui là như là shopping hay là ABC gì đấy đấy, cũng không không nó chỉ là một cái hobby đấy thôi, nhưng không bao giờ để cho nó quá đà, để nó sang thần tượng và ảnh hưởng, cho nó chiếm thời gian đáng lẽ phải dành cho chồng của mình. Mà ngược lại người vợ à, người chồng cũng như vậy, cũng không được phép là thích quá. Thì có người họ rất thích bóng đá, rất thích là ăn chơi với cả bạn bè đấy, quên đi cả vợ của mình, và thành ra là người vợ bị tổn hại mà gia đình bị tổn hại mà họ không biết. Và vậy trên trên cái tinh thần cái lời Chúa ngày hôm nay như vậy nhé, chúng ta ở đây là chúng ta không phải dở Kinh Thánh ra, vì tôi tin là anh chị em đã thuộc Kinh Thánh nhiều mức độ rồi đúng không, chỉ cần nói ra là anh chị em hiểu đoạn nào rồi đúng không ạ. Xong. Để chúng ta không phải là mất thời gian ngồi mở Kinh Thánh đoạn nào câu nào đấy, như là người mới tin Chúa mới đọc Kinh Thánh. Đấy, trên đoạn Kinh Thánh đó anh chị em có thể cầu nguyện đi, anh chị em bắt đầu tập cầu nguyện theo cái đoạn sự tỏ ra của Chúa, tại vì là chúng ta phải cầu nguyện không phải là cứ 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 theo sắp lôn theo kiểu mà mẫu hình nào đó chúng ta cứ cầu nguyện thế đâu, mà chúng ta cầu nguyện theo sự tỏ ra của Chúa đấy. Ngày hôm nay hai hôm nay đấy, đấy hai đoạn Kinh Thánh đấy, tình cha tình con đấy, lòng cha chở lòng con cái chở lòng cha đấy, cũng như là không được thần tượng nào đó trong hôn nhân. Thì anh chị em mới cầu nguyện trên đoạn Kinh Thánh đó, trên cái cơ sở lời Chúa đó. Amen. Nguyện thần cầu nguyện đổi chúng ta. Bắt đầu anh chị em bắt đầu đi ạ. Nhưng mà chưa chưa có vợ thì Thì có vợ thì giữ mình để mình không thần tượng. Và đây không có vợ thì không phải nhất thiết là cầu nguyện cho mình, mà cầu nguyện cho người khác, cho cặp hôn nhân khác. Vì chúng ta cầu nguyện cho gia đình không nhất thiết là gia đình của mình thôi mà, của mình và của người khác nữa, và của tương lai gia đình tương lai của mình nữa, cũng như là gia đình của các cặp vợ chồng là cơ nghiệp của chúng ta nữa. Mà khi chúng ta đang cầu nguyện cho hôn nhân đấy, nó không phải đơn giản là những tất cả những lời cầu nguyện hầu như là cả cả 7 ngày đúng không anh em, để ý không, nó trải ra hết tất cả là cơ nghiệp chúng ta hết đấy chứ. Tôi xin phép cầu nguyện trước ạ. À, cậu này xuất hiện hôm nay à? Tạ ơn Chúa, chúc phước cho cậu ấy. Cảm ơn Chúa, chúc phước em ấy. Ánh là núp dưới, ánh là núp dưới nick của Nam đúng không? Mày xin xin. Núp dưới bóng tay của Nam à? Được rồi. Chắc khổ vậy đó. Bảo đỡ tốn pin. Hai em kết hiệp được rồi. Ok. Ăn chùa. Cảm ơn Chúa. Trên lời Chúa đấy. Yêu của Ngài Chúa ạ. Cầu nguyện Chúa về một ngày tốt lành Chúa ơi. Hallelujah. Cảm tạ ơn ngày hôm nay chúng con hiệp nhau cầu nguyện cho gia đình, cho hôn nhân Chúa ạ. Ô, xin Ngài dẫn dắt chúng con, xin Ngài chúc phước cho hôn nhân trong hội thánh của Ngài cha ạ. Ô, xin Ngài ban phước cho các gia đình, cho sự hòa thuận trong các gia đình Chúa ạ, cho mối tương giao giữa các thành viên ở trong gia đình Chúa ơi. Con xin Ngài chúc phước cho tình cha và tình con như theo như lời của Ngài Chúa ạ. Xin giúp chúng con, xin dạy cho chúng con biết chúng con làm thế nào để chúng con có thể đưa lòng cha trở về với lòng con, ô và lòng con trở về với lòng của cha Chúa. Amen, chơi. Ngài con xin Ngài cũng chúc phước cho ô, Amen. tình
tình yêu thương của vợ chồng Chúa, để cho vợ chồng yêu thương và tôn kính lẫn nhau. Ô, giống như là Hội Thánh tôn kính Chúa Giêsu và vâng phục Chúa. Ô, và Chúa Giêsu yêu thương Hội Thánh của Ngài, thì chúng con xin Ngài giúp chúng con để chúng con cũng làm được giống như vậy luôn. Ô, để cho qua gia đình thì chúng con bày tỏ cái lẽ mầu nhiệm của Hội Thánh Ngài ra cho thế gian Chúa. Ô, con xin Ngài chúc phước để cho các gia đình con cái của Ngài, gia đình trong Hội Thánh của Ngài là những gia đình mẫu mực, là những gia đình có sự đạo đức của Ngài Chúa. Amen. Để qua các gia đình giá trị văn hóa của thiên đàng được bày tỏ ra Chúa. Xin Ngài chúc phước đặc biệt cho các gia đình của con cái Chúa. Bởi vì chúng con không phải là chúng con làm theo tính xác thịt, nhưng mà chúng con muốn làm như này để cho người thế gian biết rằng những gia đình có Chúa thì họ trở nên như thế nào Chúa. Giá trị văn hóa của gia đình trong Chúa thì họ như thế nào, để sự sáng ngoài được bày tỏ ra Chúa ơi. Cảm tạ Chúa. Và con cũng xin Ngài chúc phước cho chúng con là những người đang độc thân và chưa thấy bạn đời của mình, chưa gặp được, chưa có kết hôn Chúa. Xin Ngài giúp chúng con, ban ân điển cho chúng con để chúng con giữ mình trong sự thánh sạch Chúa. Con chuẩn bị cho chúng con biết được người bạn đời của mình là như thế nào. Chúng con giữ mình và chúng con chuẩn bị để khi Ngài đưa họ đến thì chúng con đã sẵn sàng rồi, và chúng con có thể thỏa mãn được các nhu cầu, những sự cần thiết từ người bạn đời của mình Chúa, thì chúng con có thể đáp ứng được hết nhờ cậy ơn của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, và chúng con hiệp nhất cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Chúa trời của chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha, tình yêu của Ngài tiếp tục tuôn đổ trên đời sống của hôn nhân của chúng con. Vợ chồng chúng con là Cha đặt đẽ cho chúng con là một gia đình, một đời sống hôn nhân theo kế hoạch của Ngài, theo chương trình của Ngài, Cha ơi. Con cảm ơn Cha, Cha đổ tràn thần của Ngài trên vợ chồng chúng con, để chúng con yêu nhau như tình yêu vợ chồng, và như Cha đã yêu chúng con như thế nào thì chúng con, tình yêu của chúng con như Cha đã yêu chúng con. Con yêu vợ chồng chúng con như vậy. Con cảm ơn Cha, chúng con được Cha tiếp tục đổ trên chúng con. Chúng con cần đến Ngài, Chúa ơi. Trong lúc này chúng con, gia đình chúng con là những người gia đình, là một hội thánh trong Đấng Christ. Chúa là đầu của chúng con, để chúng con được ở trong Ngài, tình yêu của Ngài ở trong chúng con, để gia đình chúng con luôn luôn sinh hoa trái trong Ngài, Chúa ơi. Ngày hôm nay chúng con đã nghe những điều, thấy những gì ở nơi con cái của chúng con. Con cầu nguyện cho con cái của chúng con. Một đứa con gái của chúng con làm cho chúng con đau lòng, nhưng chúng con tin rằng Chúa còn đau lòng hơn chúng con nữa, Chúa ơi. Chúa đau hơn chúng con, Chúa đau ở trong chúng con, Chúa ơi. Ngày hôm nay cái đứa con gái của con, nó đã đưa ra cái dấu chỉ làm cho chúng con, cho vợ của con, cho con rất là đau, nhưng mà chúng con cảm ơn Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng con không phải vì cái đó mà chúng con bị suy sụp, gục ngã, nhưng chúng con được mạnh mẽ thêm bởi vì chúng con cần đến Ngài. Chúng con cần đến Ngài trong lúc này, Chúa ơi. Xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Linh trên chúng con, để lửa của Thánh Linh đốt cháy đi tất cả những nan đề của chúng con, đốt cháy đi tất cả những hoàn nạn của chúng con, những quỷ những quỷ gay, những quỷ đồng tính ra khỏi con gái của con, Chúa ơi. Amen. Xác thịt ra khỏi con gái của con. Amen. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Lời Chúa dạy cho chúng, lời Chúa nói với chúng con phải vui mừng luôn mãi, cầu nguyện không ngừng, hết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh trong lúc này. Chúng con cần đến Chúa, chúng con phải vui lên bởi vì Chúa ở trong con. Chúng con không có nhìn vào trong cái nan đề đó, Chúa ơi. Amen. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ,
con đập tan những nan đề đó, con đập tan những quỷ đồng tính đó ra khỏi con cái của con. Con quỷ phá tất cả những cái mà con cái của con đã đưa ra trong ngày hôm nay, đó là xâm mình xâm mẩy. Con hủy phá hết tất cả những dấu chỉ đó trên thân thể con gái của con. Nó phải tiêu tan, nó phải, nó cho dù nó ở trong trên hình ảnh trên thân thể con gái của con, nhưng mà nó không hại gì thân linh hồn của con gái của con đâu. Amen. Con tin rằng linh hồn con gái của con ở trong bàn tay của Ngài, bởi vì Chúa đã đặt để gia đình con làm trong kế hoạch của Ngài rồi, trong chương trình của Ngài rồi. Amen. Con tin rằng những thứ đó không thể nào làm cho chúng con được suy sụp, làm cho chúng con được gục ngã đâu. Chúng con càng mạnh hơn bởi vì chúng con có Chúa ở trong chúng con. Chúa. Amen. Chúa. Amen. Ngài đúng là sức mạnh trên chúng con. Ngài là đứng cho chúng con đứng vững trong Ngài trong lúc này. Cảm ơn Chúa, chúng con cần đến Ngài, cần quyền năng của Ngài hủy phá tất cả những sự giữ trong gia đình con. Đời Chúa nói chúng con đi theo Chúa, chúng con bị bắt bớ, đều bị bắt bớ, nhưng càng bắt bớ bao nhiêu thì chúng con càng yêu Chúa. Amen. Hallelujah. Không có bắt bớ nào mà làm cho chúng con được bị gãy vậy, suy sụp, cho chúng con được mạnh mẽ hơn. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa trong lúc này, cần đến Ngài, cần đến thánh linh của Ngài thêm sức cho chúng con, thêm sức cho vợ của con. Amen. Có mạnh mẽ lên trong lúc này, chúng con hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, con vui lên, chúng con phải cần đến Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài làm, vì Ngài động trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài vì sự hành động biến đổi của Chúa trong tấm lòng của con. Chúa làm gì thì chúng con làm đó. Chúa ơi, nay con cầu nguyện cho các bác sĩ thân nhân gia đình. Chúa ơi, đầu tiên con cầu nguyện cho mẹ của con. Chúa ơi, xin Chúa gìn giữ mẹ của con, làm xin Chúa động chạm quyền năng của Ngài trên đời sống của mẹ con. Xin Chúa Đức, xin Chúa Thánh Linh ban đầy lửa trên đời sống của mẹ con để đánh tan cái kẻ, cái những cái bài hát mà mẹ con ở trong quá khứ đã tiêm nhiễm vào cái bài hát của giáo hội, những cái lời hát mà nhiều lúc con nghe con thấy nó không được đẹp. Xin Chúa quyền năng của Ngài đánh tan những cái bài hát đó ra khỏi đời sống của mẹ con. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều vì Ngài đã cho chúng con nhìn nhận vào Ngài để biết được giá trị hôn nhân trong đời sống mà lời Chúa ban cho thật tốt lành và đẹp. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa đã ban tình yêu của Ngài trên những anh chị em của chúng con, những anh chị em của chúng con trong nhóm, để cho chúng con được đi theo đường lối của Chúa, để chúng con được cùng nhau bắt chước Chúa trong sự vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Ngài rất là nhiều. Chúa ơi, con cầu nguyện cho hai em gái của gia đình chúng con, là hai em gái của chúng con đã kết hôn và lấy chồng. Họ đã lấy những người chồng mà theo những tôn giáo, đạo giáo mà không trong đường lối của Chúa. Mà em gái của con cũng chối bỏ luôn cả đến việc đến Ngài nữa, thì xin Chúa tha thứ cho những điều đó của em gái của chúng con, và xin Chúa luôn thay đổi, biến đổi đời sống của con, vượt con lên để cho con được cùng với Ngài, cùng với Đức Thánh Linh làm vinh hiển Chúa, làm sáng danh Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Xin làm thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Lạy Cha kính yêu, chúng con chúc tụng cảm tạ tôn vinh tình yêu của Cha. Tình yêu của Cha quá cao, cao hơn tất cả mọi sự trên đời này. Chính tình yêu đó mà Cha đã hy sinh con một của Cha duy nhất để đánh đổi con của Cha, để Ngài chết thay cho con. Amen. Lẽ ra con phải gánh chịu những cơn thịnh nộ của Cha. Con đã sa ngã, con đã không biết chân lý lẽ thật để mà vâng phục và chạy theo thế gian này. Nhưng Ngài đã đến trong cuộc đời của con, Ngài đã bước vào trong cuộc đời của con
đã cứu con thoát khỏi ra những sự ham muốn của thế gian này. Ngài đã sống lại, Ngài đã phục sinh, Ngài đang ngự bên hữu Cha để chuyển cầu cho chúng con, và Ngài xin Cha đổ đầy Đức Thánh Linh trên chúng con mỗi ngày. Amen. Con cảm ơn Chúa Giêsu, tình yêu của Ngài quá cao. Cao không thể nào mà sánh được bằng hết. Chính vì tình yêu của Ngài quá cao đã bước vào trong linh hồn của con, để con biết đánh đổi tất cả, biết hy sinh tất cả, nhịn nhục tất cả, và bắt chấp tất cả, và chấp nhận đánh, chịu trả giá tất cả. Chúa ơi, con trước đây con đã sống một người vợ không đối xử, không tôn trọng như người chồng của con. Nhưng ngày hôm nay trong Chúa con thấy sự giá trị, bởi Chúa Giêsu Ngài là đầu của hội thánh, Ngài yêu vợ của Ngài là hội thánh thế nào, thì chính con là vợ cùng của một người chồng con. Tuy rằng anh biết chưa biết Chúa, nhưng Chúa vẫn đặt để một người đàn ông vẫn là một người đứng đầu trong gia đình. Và con cảm ơn Chúa, Ngài đã khôi phục tấm lòng của con để con biết yêu người chồng của con. Chúa đã dạy dỗ con qua cái người chồng của con rất là nhiều, để cho con biết nhịn nhục, con hạ mình, con thật con hạ mình, phân phục Ngài vì lòng kính sợ Ngài. Con biết đầu phục người chồng của con biết yêu chồng của con, vì tình yêu đó ở trong con là chính Ngài, để cùng với con để bao phủ lấy chồng của con, yêu chồng của con. Con cảm ơn Cha đã dạy dỗ con hết mực để cho con biết nhịn nhục qua cái người chồng của con rất là nhiều. Con nhận được ân điển và tình yêu của Chúa Giêsu qua người chồng của con. Con đổ ơn Cha, con không còn nhìn thấy là đó là một gánh nặng cho con, nhưng mà con đang còn nhìn thấy đó là một ân điển lớn lao Cha dành cho chúng con qua người chồng của con. Con cảm ơn Cha, đó là sức mạnh và đầy quyền năng mà Cha đã biểu lộ nơi Chúa Giêsu ở trong con, để con vượt thắng mọi sự, dù anh có ép con bất cứ một điều gì, nhưng con tin chắc rằng sự sáng của Chúa ở trong con không bao giờ chối bỏ danh Ngài, thì chính anh cũng phải đầu phục Chúa. Con cảm ơn Chúa, sức mạnh của Ngài đầy yêu quyền để con biểu lộ qua cái hôn nhân này, và cũng con tin trong những ngày sau rót Ngài ở trong con, để con cũng biểu lộ cái tình yêu của con nơi cha mẹ con. Chúa ơi, con nhìn thấy người cha của con, cha của con còn đang tức tối con nhiều lắm, bởi vì con đã ra khỏi cái công giáo này. Nhưng con tin rằng tình yêu của Chúa quá cao đi, con không nhìn thấy sự đau đớn, nhưng con thương người cha của con thương yêu người cha của con, bởi vì người cha của con chưa nhận biết sự chân lý lẽ thật sâu nhiệm, chỉ có biết rằng là sự sinh xỏ và theo cách nghĩ của Babylon. Khi con bày tỏ lẽ thật và cha của con đã muốn đánh con, nhưng con không lấy đó là sự nhục nhã, như con càng yêu người cha của con thiết tha, như cha yêu con thế nào, thì cái tình yêu Chúa Giêsu ở trong con yêu người cha của con. Và con tin con này xin Cha, trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa Giêsu ngài đổ cái bức tường ngăn cách giữa con với cha của con, hay không một bất cứ một lý do nào mà ngăn cách giữa tình yêu giữa con với người cha của con, không một lý do nào. Vì Chúa Giêsu Ngài đã chiến thắng, Ngài ở trong con, để con nhào tới người cha của con ôm người cha con yêu thương người cha của con hết mực. Dù cha của con không chấp nhận con, từ con hay bỏ con cũng vẫn yêu cha con, không thể nào chối bỏ được, bởi vì ngay từ lúc khởi đầu Cha đã chọn cha mẹ của con để sinh ra con trên đời này, để tìm kiếm Chúa Giêsu, thì không lý nào vì danh Ngài mà gia đình của con phải chia cách. Con tin trong qua những cái biến cố này, thử thách này, là đó là thử thách vì tình yêu Ngài thử thách cho con, để con biết rằng là con phải vượt thắng ra khỏi. Con không thể nào mà vì gia đình, vì cha, vì mẹ, vì chồng, vì anh, vì chị mà con phải bỏ chối bỏ danh Ngài. Con vẫn phải theo danh Ngài, vì danh Ngài con vượt thắng tất cả. Con tin Ngài sẽ xé cái bức màn ngăn cách giữa gia đình con với con. Ngài sẽ đổ cái bức tường ngăn cách giữa con với gia đình con. Ngài đập nát đầu của quỷ tôn giáo, những hình thức tôn giáo phải thối lui ra khỏi gia đình của con, trong danh y quyền của Chúa Giêsu Kitô đứng đã chết và sống lại. Tao nguyền rủa những cái tôn giáo, những cái nghi thức bậy bạ, giáo lý mà đã tiêm nhiễm cha mẹ ta, mày phải thối lui
cho ra khỏi cha mẹ của ta. Con cảm ơn Chúa, Ngài đang đổ đầy Thánh Linh xuống trên cha mẹ của con mỗi ngày để cáo trách và làm cho cha mẹ của con đau đớn và nhận biết được lẽ thật của Ngài. Ra con đây là đứa con đây, đứa con mà đứa con mọn, đứa con bé nhỏ nhất trong gia đình, ngơ ngu dốt không hề biết gì, mà ngày hôm nay Ngài đã chọn con, Ngài đã lôi kéo con, và Ngài đã hấp dẫn con, đó là tình yêu cao vời vợi. Con cảm ơn Ngài để Ngài đã chọn một cái đứa con đây là bé mọn nhất gia đình, anh chị em là những người hiểu biết về giáo lý tín điều, mà ngày hôm nay họ cũng phải không thể đối diện với con về những chân lý lẽ thật. Ngài chọn những kẻ bé mọn bởi vì những cái gì mà con đối diện thì lời của Ngài phóng ra con. Nhưng cha ơi, có những lúc con cũng không kìm lòng, con cũng hơi nóng nảy để mà nói ra những lời tiếng mạnh, tiếng lớn với trước mặt cha mẹ con cũng sám hối về điều này. Cha ơi, xin cha tiếp tục cũng sửa chị con, sửa dạy con để lời nói của con được nói ra có uy quyền và đầy tình yêu thương, vì cái mối dây liên kết tuyệt hảo nhất đó là tình yêu thương. Xin Ngài đổ đầy cái tình yêu thương của Ngài, bởi vì tình yêu thương là chiến thắng tất cả, tình yêu thương là nhịn nhục tất cả, chịu đựng tất cả và chấp nhận tất cả mọi sự. Con xin Thánh Linh của Ngài hãy sửa chị con, hãy dò xét con và xét đoán con mỗi ngày để còn những cái điều ác nào, những cái suy nghĩ nào, những cái tính cách nào xấu, hãy Ngài hãy lấy ra khỏi đời sống của con, để con đi tới đâu là con phải biểu lộ ra, để con đại diện, con đang là được Thánh Linh Ngài training, Ngài đang tập luyện con để được vào đẳng cấp vương quốc của Ngài. Amen. Thì con phải được trở nên giống Chúa Jesus Christ thì con mới xứng đáng, bởi vì cha sinh ra con để con điển của cha không luống phong cho con trong bước đường con đang theo Chúa Giêsu. Xin đừng để cho những cái ân điển này đổ cho con phải trở nên vô hiệu, nhưng mà phải sinh ra những bông trái mỗi ngày. Con cảm tạ chúc tụng ngợi khen cha. Ngài đặt tâm trí của con đi tới đâu, dù ăn dù uống dù làm bất cứ nơi làm gì, con cũng nhân danh Chúa Giêsu mà cảm tạ đội ơn cha, đội ơn sự thương xót của cha. Xin Thánh Linh của Ngài hãy đổ đầy tràn lời của Ngài mỗi ngày con đọc để dồi dào trong con, để con lấy những cái lời của Ngài để giáo dục con cái của con bằng chính lời của Ngài. Ở trên xe hay nằm trên giường hay đi bất cứ nơi nào, con cũng nói lời của Ngài cho con cái của con, để tình yêu của Ngài ở trong con truyền tải lửa của tình yêu Chúa Giêsu truyền qua con cái của con, để con cái của con cũng say đắm và yêu Chúa Giêsu, say đắm thiết tha với Ngài, và cũng dâng hiến cuộc đời con cái của con cũng dâng hiến linh hồn bốn đứa con của con cho Ngài, để cho Ngài sử dụng chúng theo cách của Ngài, theo ý muốn của Ngài, trong đội quân đặc nhiệm trong ngày sau rót này. Con thành kính, con cầu nguyện thiết tha với Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ và ngợi khen cha. Amen. 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 Lạy cha là Đức Chúa Trời chúng con. Con cảm tạ ngợi khen danh thánh của Ngài. Vì danh của Ngài, chúng con chịu đựng tất cả những nan đề trong đời sống của chúng con. Con biết rằng cha mẹ con đã từ con, nhưng Chúa không bao giờ bỏ con. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Chúa. Con cái con nó không vâng lời con, nhưng mà con vẫn vâng lời Chúa. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Con biết là chị em chúng con được chồng thì mất con, được con thì mất chồng, nhưng mà tất cả những vấn đề đó Chúa sẽ xóa tan hết cho chúng con. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. 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 Không biết những nan đề vẫn đến với chúng con, nhưng mà nhờ nan đề đó mà chúng con mạnh bước trong Ngài. Amen. Chúa con tâm sức cho chúng con, để chúng con quyết tâm là những đặc nghiệp của Ngài trong ngày sau. Những nan đề đó không làm lay chuyển lòng yêu của
Amen. Còn yêu Ngài nhiều hơn nữa thì tất cả những đan đề đó chúng không làm cho chúng con ngã lòng, Chúa ơi. Amen. Amen. Chúa. Amen. Chăm sóc chúng con. Amen. Tưởng ngợi đến Chúa. Alleluia. Amen. 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 Chúa. Amen. Cảm tạ Chúa. Đại Cha là Thiên Chúa hộ chúng con và hộ riêng con. Trời, con cảm tạ ngợi khen Cha tôn danh, cô tôn kính danh thánh của Ngài đã cõi lòng của con. Bởi vì qua đoạn kinh thánh này, con đã được Chúa tỏ ra cho chúng con thấy được rằng chính Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện điều mà Cha muốn cho chúng con. Bởi vì chính những tội lỗi của chúng con đã phạm nghịch lời Cha. Chúng con đã bao nhiêu năm trời con người đã không vâng lời Cha, đã lìa xa Cha. Thì chính Chúa Giêsu Ngài từ cõi trời, Ngài là con một yêu dấu của Cha, Ngài đã thực hiện điều đó, Ngài đã giao hòa, đổ máu ra, Ngài đã chết và quyền năng sự sống lại của Ngài đã giao hòa tình nghĩa giữa con và Cha đây và cho cả nhân loại. Cha ơi, Cha đang chờ đợi, hiện nay Cha đang chờ đợi những vào trận cuối cùng này, Cha đang còn chờ đợi những ai để con cái quay về với Cha để tiếp nhận Chúa Giêsu để Chúa. Quay trở lại tình Cha con. Cha ơi, Amen, con Chúa. Chính Chúa Giêsu đã làm hòa giữa tình yêu giữa con và Cha. Con cảm tạ ngợi khen Cha điều này. Hơn nữa, Chúa Giêsu lại muốn cho chúng con phải giống Ngài, phải thi hành chức vụ này để chúng con cũng giao hòa giữa các con cái của chúng con với Cha nữa, Cha. Và làm lòng của con cái của chúng con trở về với Ngài. Amen. Qua việc chúng con giới thiệu Chúa Giêsu, chúng con khoe Chúa Giêsu cho con cái của chúng Amen, con, cho Chúa những người thân của chúng con và còn biết bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa Giêsu nữa. Chúa ơi, để khi lời lẽ của chúng con nói thì chúng con nói lời chân thật của Ngài bằng tấm lòng tình yêu thương của Ngài. Để chúng con, chứ chúng con không phải chỉ nói lời kinh thánh mà lời chữ nghĩa không đâu. Chúa ơi, tất cả những lời mà Chúa đến trong cuộc đời của chúng con là những lời mà Chúa phán với chúng con để làm sống lại linh hồn Amen, của chúng Chúa. Con để trở lại với Ngài. Thì chính tấm lòng đó và bước đi này, Chúa cũng dùng tất cả tấm lòng của anh chị em của chúng con để thực thi những điều mà Chúa đặt để như tiên tri Eli này. Chúa ơi, Chúa đã làm cho chúng con thực hiện điều này là bởi vì Thánh Linh của Ngài ở trong lòng của chúng con, bởi chính Chúa Giêsu đã trả một giá quá đắt để cho chúng con được Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng con. Amen. Để chúng con thực hiện các việc sau cuối cùng này để theo ý Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã thương yêu chúng con. Chúng con chỉ xin Chúa, xin Cha một điều như Chúa Giêsu nói với chúng con, hãy xin đi. Thì giờ đây trong danh của Chúa Giêsu chúng con xin Cha làm cho lòng các con cái của chúng con biết kính sợ Ngài. Amen. Biết kính sợ Ngài, Cha ơi. Cha Thánh Linh ơi, Ngài cáo trách lòng các con cái của chúng con. Bất cứ điều gì, chúng con dâng con cái của chúng con, dâng bốn đứa con của chúng con lên cho Ngài. Và chúng con giờ đây chúng con cũng có một tấm lòng như tiên tri. Tiên tri Jeremiah cũng biết xưng thú tội lỗi của dân Ngài. Thì giờ đây chúng con cũng xưng thú tội lỗi của chúng con và xưng thú tội lỗi của các con cái của chúng con. Bởi vì chính chúng con đây đã từng không vâng lời Cha rồi. Thì giờ đây xin Cha đã lấy máu thánh của Chúa Giêsu rửa sạch tấm lòng của chúng con, cho đưa về chúng con với lời lẽ thật. Thì bây giờ chúng con xưng thú tội lỗi các con cái của chúng con. Chúng con xưng thú tội lỗi con bởi vì chúng con đã đẩy chúng vào những cái nơi giáo dục đó. Bởi chúng con lúc đó chúng con chưa có Ngài. Nhưng đối với Ngài không có gì mà không làm được. Đối với Ngài không có gì là trễ nải. Chúng con hoàn toàn tin cậy vào Ngài. Chúa ơi, giờ bởi mà Ngài đã cho chúng con nhận biết lẽ thật, Ngài đã nâng chúng con lên là hàng tư tế thánh của Ngài, Ngài đã cho chúng con là dòng dõi vương giả của Ngài, vương làm vua của Ngài bởi dòng máu huyết của Chúa Giêsu. Ngài đã tiêm vào cơ thể thuộc linh của chúng con, vào chồng của con, và tiêm vào dòng máu của Chúa đã tiêm vào con, để qua đức tin dòng máu của Chúa cũng tuôn chảy vào các con của chúng con, để đẩy lui tất cả
ở những dòng máu của Adam xưa ra. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa đã yêu thương chúng con để cho chúng con được biết được rằng giá trị của chúng con lớn lao dường nào bởi sự đổ máu của Ngài, để giờ đây chúng con sống trong quyền năng sự sống lại của Ngài, sống trong sự thả lại của Ngài, để chúng con thực thi đời, thực thi những điều mà Ngài muốn cho chúng con. Chúa ơi, trong danh của Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại cho chúng con, ta truyền lệnh cho tất cả những tà linh nào quấy rối và chặn, ngăn chặn đời sống các con cái của chúng ta không đến được với Chúa. Trong danh của Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, ta truyền lệnh cho các ngươi phải thoái lui Amen. Ra khỏi con cái của chúng ta, ta phải đổ hết tất cả những giáo lý, giáo lý giả dối, giáo lý lừa bịp con người ở nơi len lỏi các con cái của Babylon, đã len lỏi vô hết tất cả các tôn giáo và các lãnh vực. Giờ đây trong danh của Chúa Giêsu đã chuộc ta về, ta lấy thẩm quyền của một người con và cùng với anh chị em của ta trong đội đặc nhiệm này để phá hủy hết tất cả những đồn lũy đó, ngăn chặn không có quyền trên đời sống của các Amen. Con cái của chúng ta. Chúa ơi, tạ ngợi khen Chúa với tình thương yêu của Ngài đã đổ xuống chúng con vô điều kiện, tình yêu agape. Chúa ơi, tình yêu đó Ngài đã đặt để cho chúng con trong lòng của vợ chồng của chúng con. Amen, để cho chúng con cũng cùng nhau bằng tình yêu thương mà Chúa đã yêu thương và nối lại cái hôn nhân của chúng con, để và tăng tốc trong đời sống của chúng con. Tình yêu của Chúa đã ở với chúng con thì con tin chắc rằng vợ chồng của chúng con càng ngày càng yêu thương nhau hơn trong tình yêu thương của Ngài, và qua tình yêu đó được truyền tải đến con cái của chúng con nữa. Chúng con cảm ngợi khen Cha, biết tri ân lòng yêu thương của Ngài đã cho chúng con được cha mẹ. Cha đã cứu cha mẹ của chúng con. Cha đã xóa sạch hết tất cả những tư tưởng mà những giáo lý giả dối ở nơi cha mẹ già của chúng con 90 tuổi, 100 tuổi. Chúa ơi, thật là tuyệt vời. Đó là phép lạ, phép lạ. Chúng Amen, con không Chúa, cần cả những phép lạ chỉ chữa lành trong cơ thể, nhưng một phép lạ lớn lao mà hằng ngày, hằng giờ Chúa đã bày tỏ cho gia đình của chúng con, cho chúng con đây. Chúng con cảm tạ tình thương yêu của Cha cho chúng con ở trong Chúa Giêsu, Đấng đã tạo dựng lên chúng con là một người mới, tiếp tục sống ở trong Ngài, để Ngài mặc chính Ngài vào trong đời sống của chúng con, để chúng con bước đi theo với Ngài. Chúa ơi, giờ đây chúng con tin chắc rằng quyền năng của Ngài, tình yêu của Ngài an ủi lấy chi người chị em của chúng con, an ủi lấy ý anh Trung là người anh chị em của chúng con. Amen, bởi vì chỉ với đáp ứng được tất cả những nhu cầu yêu thương ở trong đời sống của Trung và Chi, để mà chúng con cũng tin chắc rằng chúng con không uổng công theo Ngài, bởi vì chúng con tin tưởng ở nơi Ngài. Ngài đã chuộc lấy chúng con về thì tất cả những gì chúng con đều thuộc về Ngài. Con cái của chúng con, tài sản của chúng con, sức khỏe của chúng con, tất cả những gì mà chúng con có là ở nơi Ngài. Amen. Và trở về Ngài, và vinh hiển đều thuộc về Ngài. Con cảm tạ Cha, con ngợi khen Cha trong danh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Với lại Chúa đã chờ con, cảm ơn rất nhiều bởi tình yêu của Ngài và sự thương xót và ân điển của Ngài đã tràn lên chúng con. Cảm ơn rất nhiều vì Chúa con ơi, những ngày tháng chúng con xa cách Ngài, những ngày tháng chúng con chưa biết đến Ngài, chơi những ngày tháng chúng con còn vui chơi trong thế gian này, Ngài đã chịu, và ngày tháng chúng con chưa nhận biết Ngài mà Ngài đã nhận biết chúng con, chơi Ngài đã cứu chúng con, Ngài đã chết thay cho tội lỗi chúng con, chơi để chúng con không thấy được chơi tình yêu của Ngài lớn lao như nào, để chúng con trở về cùng với Ngài, chơi để chúng con yêu Ngài hơn, chơi để chúng con biết là trong những thử thách, trong những gian nan, trong những khó khăn đó, chơi ai là người yêu chúng con nhất, chỉ có Chúa thôi, trời ơi, trong những ngày đúng vậy, ai là người yêu con nhất, trời ơi, đó là Chúa của con, trời ơi, Ngài đã kéo chúng con về với Ngài, trời ơi, kéo tấm lòng con về với Đức Chúa Trời, trời ơi, để chúng con yêu lấy Ngài, trời ơi, để chúng con biết bày tỏ điều này ra cho mọi người xung quanh, trời ơi, con biết rằng, trời ơi, Ngài đang dạy bảo chúng con biết rằng làm sao để
khi mà những vấn đề nó đập đến các anh chị em con, những cái khó khăn đập đến con cái của con, những cái điều cực nhọc nó đập đến ba mẹ em con, thì khi đó chúng con phải bày tỏ tình yêu của Ngài ra chơi, để cho bọn nó biết rằng, để cho những người đó biết rằng chơi ai là người yêu nói nhất, chơi ai là người yêu gọi là có tình yêu thật, có tình yêu thật sự của Ngài, có tình yêu agape của Ngài trong chúng con chơi, để khi đó chúng con sẽ bao phủ những cái lúc khó khăn nhất đó, chơi chúng con sẽ xuất hiện và bao phủ những con cái của con, xuất hiện bao phủ ba mẹ của con, trời ơi, để cho nó nhìn thấy được khi mà khó khăn năng đề ập đến trời, ai nó sẽ trở về trời, ai mà nó sẽ phải nương nhờ, ai mà nó sẽ phải chia sẻ, ai mà nó phải người nào cũng nó còn phải gọi là đến và giao cái tấm lòng mình, giao cái linh hồn mình cho họ để cho được yên ủi, trời ơi, Chúa con xin Ngài hãy giúp đỡ anh chị em con, trời ơi, những người nào đó trời ơi đang gọi là không nhìn biết được ai là người thật sự yêu mình, trời ơi, xin Ngài hãy làm tất cả những điều mà Ngài muốn, trời ơi, xin Ngài đặt tất cả những năng đề đến, trời ơi, để cho tất cả những khó khăn đến, trời ơi, cho con cái của chị cô Trung và chị Chi, trời ơi, để cho nó nhìn thấy được ai là người yêu mến nó nhất, trời ơi, ai là người mà có thể bảo vệ nó nhất, trời ơi, Chúa con xin Ngài hãy dán tất cả những cái điều mà Ngài làm, trời ơi, vì cũng biết rằng trời ơi cánh tay quyền năng của Ngài dơ ra, nó dù là theo cách nhìn của con nó như thế nào thì khi mà Ngài dơ ra thì chỉ là tốt lành thôi, trời ơi, cảm Ngài rất nhiều, trời ơi, trên gia đình của chị Trung Chi, trên gia đình của cô Thủy, trời ơi, để cho chúng con, trời ơi, bày tỏ cái điều mà Ngài đã từng bày tỏ cho chúng con, trời ơi, đó là khi mà chúng con chưa biết đến Ngài, khi chúng con chưa nhận thức về tình yêu của Ngài thì Ngài đã bày tỏ điều đó ra cho chúng con, nếu chúng con trở về cùng với Đức Chúa Trời thì khi những cái vấn đề này thấy với những anh chị em, đến những bà con, đến những ba anh con cái chúng con, thì chúng con sẽ bày tỏ tình yêu của chúng con ra cho nó biết và để trở về cùng với Chúa sâu, trời ơi, Chúa con cảm ơn nhiều của con, cảm ơn rất nhiều, sao cảm ơn rất nhiều vì sự bày tỏ này cho con, sao để con biết đem tất cả những tấm lòng của những gia đình, rồi tấm lòng của những con cái, cha mẹ, rồi về cùng với nhau, cho để chúng con biết rằng trời ai là người mà chúng con yêu nhất, ai là người đã thật sự sinh chúng con ra, trời ai là người mà chúng đã ra từ máu huyết chúng con, trời để chúng con bày tỏ từ đầu tiên thì chúng con phải bày tỏ tình yêu của con qua những thì con chúc trời thì chúng con có thể yêu được tất cả những người xung quanh, trời Chúa con cảm nhận rất nhiều, Chúa con ơi, ôi xin Ngài cùng với lại cho chúng con ở cùng với lại mọi anh chị em con, cho con biết không có trong mối quan hệ vợ chồng chúng con không có gọi là có một thần tượng nào khác, trời ơi, chỉ cầu mình Chúa và gia đình của con, vợ chồng của con thôi, trời ơi, chúng con ở trong một mối quan hệ gọi là mối quan hệ hòa hợp như vậy, cha, và không có một cái thần tượng nào ở trong cái mối quan hệ đó, cha, có một cái điều gì, cha, chỉ có chúng sự hiệp nhất của vợ chồng, cha, và chính Chúa của con, cha, cảm ơn Chúa con, cảm ơn rất nhiều, cha, xin Ngài giúp con, cha ơi, để chúng con mỗi ngày đều được ban ơn của Ngài và sự thương xót của Ngài, và chúng con có thể bày tỏ những quyền năng của Ngài ra, cha ơi, nhờ sự ân điển của Ngài mà chúng con ngày càng giống Ngài nhiều hơn, cha ơi. Con tin rằng, cha ơi, tất cả những điều gì đó nó Ngài đem đến chúng con, cha ơi, để chúng con huấn luyện chúng con, cha ơi, để chúng con trải nghiệm qua những điều đó, cha ơi, để sau này chúng con sẽ những trận chiến lớn hơn, cha ơi, những trận chiến ở trong gọi là chiến đau đớn nhất ở trong gia đình, những trận chiến nhỏ gọi là những trận chiến nhỏ chúng con học được thì chúng con sẽ bắt đầu được rèn luyện, chúng con được bắt đầu được trang bị tốt cho những trận chiến lớn hơn, cha ơi, để đánh diệt tất cả những kẻ thù lớn, là những kẻ mà cầm đầu trong thế gian này, cha, những kẻ gọi là những cái con gọi là con những quỷ của sự văn hóa đầu trị, những quỷ của sự văn hóa đồng tính ái, trời ơi, chúng con sẽ đánh diệt nó, trời, đánh diệt những cái gì đầu có nó, trời, để cho chúng con cần phải gặp rồi phải đấu phó cái lính lẻ tại dưới này nữa, trời, con sẽ đánh diệt tất cả những con đó, trời, khi mà con trang bị chúng con, trời, con sẽ đánh diệt cái thứ văn hóa tự do một cách sai trái và chống lại muốn của Chúa như vậy, trời, Chúa con cảm ngài làm sao hết sức con ban năng quyền chúng con, trời, chúng con có chiến rất là lớn mà, trời, và chúng con cần phải chuẩn bị bản thân mình, trời, chuẩn bị tất cả những điều mà chúng con cần, tất cả những gia đình, tất cả những cặp vợ chồng,
ở trong vùng đất cơ nghiệp mà chúng con được kêu gọi, chúng con sẽ lấy lại hết trời, lấy lại hết trong thế gian, sợ những thế gian nó đã cướp lấy chúng con điều gì, giờ nó đã cướp lấy một cách bất hợp pháp như thế nào, chúng con sẽ lấy lại hết trời bởi quyền năng của Chúa ở trong lên trong bài là đầu học chứ trong ngày chờ để nước trời được đấy này chờ để muôn vật ở thế gian này phải đổi mới để chờ đợi ngày mà Chúa trở lại chờ Chúa con ơi, và phó tất cả chị em con với cho Chúa, con cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lạy Cha, con cảm tạ lời thánh Cha qua lời những lời cầu nguyện giờ đây, và con cũng xin dâng những lời cầu nguyện cho chính bản thân con và gia đình con. Trước hết là con cảm tạ ơn Ngài đây đã cho vợ chồng chúng con được sự sống tốt đẹp vì tin tưởng Ngài. Qua thời gian trước đây, con cũng là một người gọi là chống đối lời chân lý của Cha qua chính con Cha, và con đã khước từ, và nay con có sự thay đổi và cảm tạ Cha đã thương xót con qua cái thời ân điển này. Cha đã nối kết chúng con lại một nền tảng của chân lý của Ngài. Qua Đức Giêsu Kitô, con của Cha đã đến để chết cho chúng con, và giờ đây Ngài đã ban Thánh Linh và để cho chúng con được tái sinh trong sự sống mới. Và nhờ đó kết đời sống của chúng con. Chúng con không còn coi thường nhau nữa, mà giờ đây chúng con tôn trọng lẫn nhau qua tình yêu của Ngài đã dành cho chúng con. Con như là người con hoa đàng đã được trở về. Amen. Phục hồi lại cho con. Amen. Cảm ơn Chúa. Lời người con của Ngài để giờ đây cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một niềm tin vững mạnh qua sự chân lý của Ngài, lời sống của Ngài, lời sức sống cứu độ linh hồn của chúng con. Và giờ đây chúng con cũng cảm nghiệm và thấu hiểu được những cơn gọi là chuyển dạ cho người nữ sinh con, thì giờ đây những thử thách trong cuộc sống chúng con không còn trỏi lại một mình của chúng con nữa, nhưng giờ đây có chính Ngài trong chúng con. Amen. Ngài sẽ giúp cho chúng con, quyền năng của Ngài sẽ phá vỡ tất cả những sự giữ đến với chúng con, thì đã có Ngài đã bên cạnh cho chúng con. Vì giờ đây Amen. Chúng con sống là sống Ngài sống trong chúng con, và con xin phó dâng tất cả những anh chị em và những bạn trong nhóm này qua lời cầu nguyện, và con tin rằng Ngài sẽ giúp sức tất cả cho chúng con. Chính Ngài đã là người bảo vệ chúng con trong những ngày tháng cuối cùng, vì chúng con thuộc về Ngài. Amen. Chúng con thuộc về Ngài trong những giây phút cuối cùng. Amen. Vì chúng con thoát ra khỏi thực sự thờ phượng sai lạc, nay chúng con đã thuộc về Ngài. Chính ở chân lý và sự sống Ngài là sức cứu độ linh hồn cho chúng con. Amen. Và chúng con bám hứa vào Ngài, nền tảng của Ngài, chân lý của Ngài trong những ngày cuối cùng này. Và chúng con sống và đợi chờ trong danh Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh Chúa, anh Hậu yêu quý, anh hậu nói giọng anh Hậu hay nhỉ, nhẹ nhàng nhỉ, chị Hương ơi. Dạ, cảm tạ Chúa. Tại vì một thời cãi với một thời quá nát. Dạ hết rồi. Anh Chúa, tấm lòng anh Hậu. Alleluia. Chào chú Hậu. Nãy con hỏi, nãy con làm con biết là chồng ai đấy. Anh mới bảo là chồng của cô Hương. Chú Hậu như trong video, chú Hậu tóc dài. Tóc dài như nghệ sĩ đấy. Cà bồi, tách xịt. Chào lính mới. Cà bồi tách xịt mà. Chào lính mới nha. Welcome. Welcome lính mới. Mà được sướng quá. Hôm nay em Thủy sao mà hôm nay được mạnh mẽ quá. Tình quá nhở, đúng không? Tán tóc dài ha. Tại vì chồng với mấy đứa nhỏ đi hết rồi, đi chơi hết rồi, còn em đang ở khách sạn. Bức găng. Đã ăn thua. Ngoài biển đó. Quê xin Chúa. Ngoài biển. Chú Trung, cô Chi với lại chị Thủy. Xin Chúa giúp cho chị với lại cô chú cứ mạnh mẽ lên ở trong Chúa. Mẹ thì từ rồi, không nói chuyện. Mình thấy rằng đi theo Chúa thì một cái sự trả giá, mọi người nào có cái giá trả với Chúa. Ừ. Ừ.
Amen. Cho hứa là được gấp trăm lần hơn mà, nên là Amen. 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 Hallelujah. Anh Hậu á. Anh Chúa, anh Hậu. Chào anh Hậu, chào chú Hậu. Hậu là anh hai nhóm đa trong nhóm á. Chị nói gì chị? Chú Hậu là anh hai trong nhóm rồi. Wow. Trưởng lão. Trưởng lão. Trưởng lão. Chú Hậu là trưởng lão rồi. Đang xin Chúa coi xem có được về retire sớm hơn bao giờ mới được được cái ôm thánh trên mục sư nhỉ. Ăn Chúa. Oh, đây. Đen chưa? Đen chưa? Đen chưa? Đen hơn rồi. Đen hơn luôn. Cảm ơn Chúa. Ăn Chúa. Bơ nhiều quá. Lâu lắm mới gặp nhau. Chừng ngày thôi mà đen xì rồi. Yeah. mới khóc nhè xong mà bởi vì nhỏ anh gái nó mới show cho cái hình tattoo buồn đó. Gì cả, tiếp tục đi. Để dặn nó là không bao giờ làm mà... vậy, ghét cái đó lắm mà giờ nó làm. Cảm ơn Chúa. Vâng, vẫn có hình nhưng mà có internet kém à. Internet đang trình mạng điện thoại nên là đi mấy hôm nên là ngắt mất điện thoại à ngắt mất internet cáp. Alo nhỉ, nó treo. Alleluia. Như vậy là chúng ta đã cầu nguyện hết rồi đúng không ạ? Dạ. Vâng, còn lại thầy giáo nữa. Vâng, còn mỗi tôi là có tạ ơn Chúa. Hallelujah. Shaka da ba bra du su che bra se che bra. Ora sa ka bra se chi ka bra se sho ko bra se em bra se sho ko bra se che bra se. Oh hallelujah. So you are cho tạ ơn Cha vì Ngài đã nhận mọi lời cầu nguyện chúng con cho. Vì chính Ngài là đứng cầu thay trong chúng con và qua chúng con, Chúa ơi. Chúa ơi, Chúa thật tuyệt vời. Oh, Chúa nhìn thấy được cái sự chu đáo tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Cái gì Ngài chuẩn bị hết cho chúng con, Chúa ơi. Ôi, Ngài tạo dựng chúng con rồi. Và khi chúng con trách nhiệm nghĩa vụ chúng con phải cầu nguyện, thì Ngài cũng cầu nguyện thay cho chúng con. Ngài trong chúng con và lấy tất thảy mọi sự thở than không nói ra lời của chúng con. Ôi, mà cầu thế thay chúng con, Chúa. Ôi, những điều gì mà làm chúng con suy nghĩ, thậm chí chúng chưa hiểu nổi, thì bởi Thánh Linh của Ngài, ôi, chúng con trong lời cầu nguyện bằng các loại tiếng khác nhau, cả tiếng mới nữa, Chúa. Thì Chúa, ôi, Chúa đã thổ lộ ra hết Ngài, chúng tâm sự với Ngài rồi. Ôi, ca để tương giao được với Ngài, Chúa ơi. Ô, vì mục đích của Ngài trong sự cầu nguyện chúng con được tương giao với Chúa, mục đích trong sự cầu nguyện để chúng con được kết nối để giống Ngài, Chúa ạ. Và khi chúng con cầu thay thì mục đích của sự cầu thay đó là chúng con cũng kết hiệp và yêu thương tất thảy những người chúng con cầu thay cho, Chúa ơi. Ô, để khi chúng con cầu nguyện cầu thay thì ý nghĩa thật tự giá, ý nghĩa của hai điều răn của Chúa Trời là kính mến Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn và yêu người lân cận như mình. Ô, được trở nên đầy ý nghĩa trong qua lời cầu nguyện đó, Cha ơi. Hallelujah. Con tạ ơn Cha vì qua lời cầu nguyện của chúng con, ô, quan hệ của chúng con với Ngài càng mật thiết khăng khít hơn thêm. Ô, các mối lắt léo liên hệ giữa trái tim của mỗi chúng con với trái tim của Ngài, Chúa càng bền chặt, Chúa ơi. Hallelujah. Qua sự cầu nguyện đó, ô, chính chúng con cũng nhận thấy bản thân mình, chính chúng con cũng yêu chúng con thêm hơn, chúng con nhận thấy giá trị chúng con càng thêm hơn, Chúa ạ, khi chúng con càng gần Ngài. Ô, Chúa nhìn thấy giá trị chúng con như những ngọc sáng được đựng trong cái thân thể này, cái bình đất này, Chúa ơi, được Ngài sử dụng. Chúng cũng nhìn thấy được giá trị và tình yêu của chúng con với tất cả những người lân cận, những cầu thay là vợ, chồng, con cái, cha mẹ của mỗi chúng con, Chúa ơi. Ô, dù họ đi đâu, ô, những người thân thích chúng con, anh chị em chúng con, ô, những người thân thích chúng con, Chúa ạ, ô, Chúa yêu họ thêm hơn nữa, Chúa ơi. Cầu nguyện, ô, lòng chúng con, chúng kết hiệp lòng
lòng với họ. Chúa ơi, để cái keo dán tình yêu Đức Thánh Linh của Ngài ô gắn chặt được chúng con với họ, và cái keo dán đó đã gắn chúng con Chúa Giêsu rồi, và khi Chúa Giêsu quyết như cái neo của linh hồn chúng con kéo chúng con vào trong Đức Thánh, ô thì chúng con ô cũng kéo cả những người thân yêu chúng con, vợ chồng con, con chưa ô bởi tình yêu đó cũng kéo vào trong nơi chí thánh cùng với Ngài, để tất cả chúng con ô tất cả chúng ta đều hiệp một lại trong nơi chí thánh của Ngài Chúa ơi, trong vương quốc ngàn năm và vương quốc đời đời. Chúa tạ ơn Cha, hallelujah, vì Ngài đứng làm mọi sự trội hơn những điều chúng cầu xin hoặc suy tưởng. Chúa ơi, Ngài dò xét hết lòng chúng con rồi, ô tất cả điều gì chúng con chưa nói ra thì Ngài biết hết rồi. Chúa ơi, trong danh Chúa Christ đầy quyền năng, con công bố trật tự thẩm quyền của Chúa, sự tẻ trị tuyệt đối của Ngài, ô sự tình yêu của Chúa, ô ý muốn tốt lành đẹp lòng trọn vẹn của Ngài trong mọi hôn nhân chúng con, trong mối quan hệ chúng con, trong tương lai cũng như trong quá khứ. Chúa ơi, mọi mối quan hệ ô với người vợ cũ hay là chồng cũ hay vợ mới hay chồng mới, Chúa ô vợ tương lai hay chồng tương lai, Chúa ô trên tất cả chúng con, trong toàn bộ nơi đặc nhiệm này trong danh Jesus Christ, ô ra xa vự quan hệ tốt đẹp chúng con với tất cả những cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng cũ hay cha mẹ chồng, cha mẹ vợ hiện tại cũng như tương lai, Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, hallelujah, shakada baramdriu, ô con công bố ô ý muốn tốt lành đẹp lòng trên đất của Chúa trên tất thảy con cái chúng con, ô con cái ô rasaka hiện tại hay là con cái trong tương lai, Chúa ơi, shakada baramdriu, ô trật tự và sự kính sợ Chúa Trời trong lòng của từng đứa con chúng con, Chúa ơi, sự kính sợ Ngài là khởi đầu trí thức, khởi đầu sự khôn ngoan, ô và sự kính sợ đó sản sinh ra sự khôn ngoan để những đứa con chúng con ô được lớn mạnh trong sự khôn ngoan kính sợ Ngài, Chúa ơi, hallelujah, để có sự thông sáng, để có sự khôn ngoan, để có được kỹ năng ô đi trước mặt Chúa Trời và để Đức Trời ở trước mặt mình, Cha, trong danh Chúa Giêsu, hallelujah, shakada baramdriu, Chúa Giêsu ơi, và nguyện hệ thống giá trị vương quốc của Đức Chúa Trời trong hôn nhân, trong gia đình, Chúa ô mà ngày hôm nay chúng con cầu xin đó, ô nó cũng rung chuyển cả thế giới này, nó rung chuyển các tầng trời đến đất, vì lời Chúa nói rằng Ngài để chúng con núp dưới bóng tay của Chúa để dựng các tầng trời lại đến đất, lời của Ngài phán qua môi miệng chúng con, Cha ơi, ô để thi hành cái sự gây dựng đó, thi hành sự xây dựng các nền trời đến đất đó, không những chỉ trong chúng con thôi đâu, nhưng cả trong các sáng tạo nữa, Chúa, và đặc biệt là trong các thân thể của Chúa Trời, trong các hội thánh, trong các gia đình của tất cả những con cái yêu dấu của Ngài, tất cả anh chị em yêu dấu chúng con, Chúa ơi, trong gia đình của tất cả các lãnh đạo hội thánh, Chúa ơi, Shaka là những người phải chịu những thói văn thử thách bắt bớ, ô đặc biệt những người giảng dạy lẽ thật của Ngài, ô ra Shaka thì con công bố ô trật tự thẩm quyền tẩy trị của Ngài trên gia đình của họ bằng hệ thống giá trị này, Chúa ơi, và tình cha, ô Ngài lòng làm cho lòng con cái trở lòng cha và lòng cha trở lòng con cái, ô để rửa xả nó không đến trên đất đấy, để tất thảy mọi người đều không cùng thần tượng được cả, tất thảy mọi người trong gia đình, cả vợ cả chồng cả cha mẹ con cái cả anh chị em nhau, đều để mặt trần trước mặt Chúa, và Ngài đi đâu chúng con đi đó, cho Ngài đi đâu chúng con cũng đi theo Ngài, cho tạ ơn Cha, hallelujah, bởi đức tin chúng tiếp nhận lấy tất cả sự ban cho của Ngài, bởi đức tin chúng con trân trọng mọi sự ban cho của Chúa từng người bước qua đời sống chúng con, đặc biệt những người phối ngẫu chúng con, đặc biệt những người bạn đời chúng con, cho chúng con phải trân trọng, chúng tôn trọng, ô vì nó thể hiện được ô mối quan hệ của chính Ngài Chúa Giêsu với nàng dâu của Chúa, nó thể hiện được ô ra cái tiệc cưới sắp sửa mà chúng con cùng nhau được dự ở trong tiệc cưới chúng con, Chúa ơi, hallelujah, chúng con yêu Ngài, Cha ơi, chúng con yêu Ngài nhiều lắm, Chúa, chúng con yêu Ngài nhiều lắm, Chúa ơi, ơi, nguyện mỗi phút giây tình yêu của mỗi chúng con với Ngài càng sâu đậm thêm, để không có điều gì có thể làm sao nhãng với chúng con với Ngài, không có điều gì có thể ngắt được cái mắt nhìn của chúng con, ánh mắt chúng con với ánh mắt của Ngài, Chúa ơi, chúng con biết rằng ánh mắt của Ngài thì luôn dõi theo chúng con, nhưng về phía chúng con, thì nguyện tình yêu đó nó giúp chúng con luôn đặt focus vào chính Ngài, Chúa ạ, để ánh mắt chúng con luôn hướng về Ngài, nhìn vào Ngài, trông về Ngài, không phải trông đợi sự giải cứu nào đó mà trông vào chính Ngài, Chúa ạ, chúng con không cần sự giải cứu, chúng con không cần sự chúc phước, nhưng chúng con cần Ngài, Ngài là đứng giải cứu, Ngài đứng chúc phước, Chúa ạ, Ngài là tất cả, là tất cả, ôi chúng con cần chính Ngài, lại theo dấu hãy nhớ rằng chúng con cần chính Ngài, chúng con yêu chính Ngài, Chúa ạ, chứ không phải yêu những điều Ngài có hay Ngài ban cho chúng con từ đâu, mà Ngài chúng con yêu chính Ngài, yêu chính Ngài, Chúa ạ, yêu chính Ngài, ô trong danh Jesus Christ, ô con công bố cả
Ok, hệ thống giá trị về hôn nhân gia đình đó, toàn viện đó, trên toàn bộ cơ nghiệp chúng con, ô toàn bộ tất cả cái miền đất, toàn bộ tất cả cái dân tộc, cái quốc gia, cái châu lục, ô mà ngài gọi chúng con đến tất cả lĩnh vực về trong chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh quốc phòng, ô giải trí, công nghệ, ô ra khoa học kỹ thuật, chúa ô ra sai karaoke mà ngài sai cho con đấy đến đó, chúa với tất cả gia đình đấy đó, ô là cơ nghiệp chúng con, ô thì họ cũng được thấm nhuần ngay giờ này, ô được gây, được dựng ngay giờ này, ô bảy hệ giá trị của quốc trị trời, ô và nguyện lời cầu của chúng con, ô nó hủy phá toàn bộ tất cả gốc rễ ô của Babylon, tất thảy giáo lý dạy dối bẩn thỉu, ô uế, ô của sự thải thần tượng, ô của những tình dục xấu xa, của sự ngoại tình bẩn thỉu, ô uế bất khiết đó, ô ra sai cả của sự gớm kê của đồng tim lên ai đó bị tiêu diệt đời đời trong danh Jesus Christ, ô sai cả và thay đó là hệ thống giá trị thanh sạch công bình của Đức Chúa Trời, hệ thống giá trị yêu thương của ngài, hệ thống trị nhân từ thánh khiết của ngài, Chúa ạ, trên tất thảy mối quan hệ trong mọi hôn nhân, trong mọi gia đình, trong danh Jesus Christ, con cảm ơn Chúa. Hallelujah, Chúa được vì ngài luôn luôn làm điều gì trội hơn chúng con cầu nguyện, cầu xin suy tưởng. Hallelujah, Shakara, ngài thật kỳ diệu. Ô ngài hãy dạy chúng điều đó, hãy tập huấn chúng con điều đó, Chúa ơi, để khi chúng con ai đó mà cầu xin chúng con điều gì, ai đó xin chúng con điều gì, Chúa ạ, thì chúng con cũng làm trội hơn điều gì họ đang cầu xin chúng con, họ đang nhờ vả chúng con, Chúa ơi, vì chúng con muốn có tính cách đó như của ngài, Chúa ạ. Ô hãy tập dượt chúng con điều đó, ô và để chúng con cũng trong quan hệ với vợ chồng, quan hệ với con cái, với cha mẹ đó, Chúa ơi, khi họ đòi hỏi một thì chúng con làm được hơn cái điều họ đang đòi hỏi nữa, Chúa ạ. Ô đã xanh cả họ muốn trước một cái áo dài chúng con, Chúa cho cả áo ngắn, họ muốn chúng con đi tặng cho đi cả hai, Chúa ạ. Ô đã đây cái họ muốn các máy bên trái cho con đưa cả máy bên phải, Chúa ơi, Shakalabaduru, Shakalabaduru, Odaparabarasekalabaduru, muốn chúng con muốn thực sự là những chiến binh giỏi của ngài, Chúa ạ, những người mà làm trội hơn những điều gì họ cầu xin suy tưởng, Chúa ạ, những người vượt quá cả sức tưởng tượng họ nữa, Chúa ơi, Shakal để họ phải sốc, để họ phải kinh hoàng, Oda với sự thay đổi, với sự kỳ diệu mà ngài làm trong chúng con, qua chúng con, Chúa ơi, để họ được khuất phục hoàn toàn bởi tình yêu của ngài trong danh Chúa Jesus. Ô Chúa yêu ngài, Chúa yêu lẫn nhau, và nguyện tình yêu của Chúa cũng gắn kết tất cả mọi việc để chúng con, Chúa ạ, từng gia đình chúng con, Chúa ơi, vì chúng con là khối nhất thể của ngài, ô Chúa khối nhất thể của ngài, Chúa ạ, chúng con một monolith của ngài, ô ra sao chúng con một khối, ô nhất thể của Chúa, như thể Chúa Cha với chúng con được gắn kết ra sao, ô được nối kết với ra sao bởi thánh linh của ngài, thì mỗi chúng con cũng gắn kết như vậy, Chúa ạ, bởi thánh linh của Cha, hallelujah, bởi thánh linh của chúng con, Jesus Christ, ô Chúa yêu ngài thật nhiều, yêu lẫn nhau và cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Hallelujah. Tạ ơn Chúa anh chị em yêu quý. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúng ta có điều gì mà muốn chia sẻ thì chia sẻ, còn không thì để cho anh chị em ở Hoa Kỳ được ngủ nhá. Sáng mai làm chứng. Nhưng mục sư Dũng vẫn chưa lên. Vậy sao mục sư? Tuần sau đi thêm có lời. Vâng, cứ đợi mục sư đấy đi. Vâng. Anh chị em cứ làm mà gửi nốt cả cái hồ sơ học viên nhá. Dạ. Dạ. Kể cả chưa đầy đủ hết cũng cứ gửi vào thôi, cứ gửi vào để tôi còn xem biết ngày sinh nhật của anh chị em nào nữa chứ. Để không bị lỡ ai đó có ngày sinh, vợ chồng có ngày sinh gần gần đây không, để mà chúng ta còn biết chúc mừng sinh nhật để không bị lọt. Và kiểm tra có ai tháng 7 này có ai sinh nhật không ạ? Chuẩn bị qua tháng 8. Tháng 8 mới có ai sinh nhật? Có chị bé này. Không biết chị Trang là sao? Chị Trang yeah. Chưa thấy. Chị biết chị Trang Hùng. Lúc nào? Hùng. Hùng. Còn tôi thì cũng là tháng 8, 19 tháng 8, ngày cách mạng. Oh. Ngày mà Cộng sản nó từng là làm cuộc phản cách mạng, thì bây giờ mình phải cướp lại, giành giành lại luôn. Trung Quốc Cường mà mình với chị đó. Chị. Tháng 8 mấy người lại hả? Ai nữa tháng 8 ạ? Chi ạ. Chi ạ. À, chị Chi tháng 8. Chị Chi bao nhiêu tháng 8 ạ?
23/8. 23, ồ, 23/8. Là một sơ 16, cô chị 23. Chị bé là 16, còn mục sư là 19, chị là 23. Rồi, 16, 19, 23. Toàn ở không ở Việt Nam thôi, các anh chị em ở Việt Nam chuẩn bị quà nhá. Chúng mày có muốn chơi cái A của mình đó, mình cứ cắt bánh nha, cứ bắt chạm cắt bánh xong rồi mở Zoom lên ăn. Anh Trung trên giấy tờ cũng tháng 8 nhưng mà thật thì không phải. Thế ạ? Anh Trung thật là tháng mấy ạ? Thật là tháng 10 nhưng mà trên giấy tờ là tháng 8. 10, thôi mình cứ em giấy tờ thật, tháng thật thôi. Vâng. Dạ vâng. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Vậy anh chị em nghỉ ngơi đi nhá. Anh Hậu, chị Thương, anh Trung, chị Chi, Nam, yeah, Ánh và Yến. Dạ sư. Dạ chúc chúc lành. Dạ chúc chào. Dạ chúc chào. Dạ chúc chào. Dạ chúc chào. Dạ chúc chào.